theo như quy định của nhà trường. Và quan trọng hơn hết thì theo như mình thì để việc học online nó đạt hiệu quả, và nhất là trong những buổi thực hành như thế này đấy, thì đề nghị tất cả các bạn bật webcam lên nhé. Còn mic thì tùy khi nào mà thầy cô đặt câu hỏi thì các bạn có thể bật mic sau cũng được. Các bạn bật webcam lên thì chúng ta bắt đầu bài học hôm nay đi ạ. Công Nguyên Anh ơi, danh sách của lớp mình đủ rồi chứ? Lớp A và lớp B đủ rồi chứ? Dạ, bọn em vừa lên trên lớp rồi, nhưng mà em chỉ nhìn vào tổng số lượng các bạn đang online thì vẫn thiếu. Thiếu gần 20 người đúng không? Dạ vâng, em cũng mới báo rồi, chắc là mưa gió lại trục trặc thiết bị một chút. Thôi em mời thầy bắt đầu bài giảng. Đến năm ngoái mình thấy là lớp tổng lớp là 124 người, thì năm nay còn 123 người ạ. Dạ vâng ạ. Bạn nghĩ hay như thế nào? Dạ, có một bạn thì năm ngoái bạn ấy mới lấy chồng ấy ạ, nên là bây giờ bạn học theo khóa sau thì ạ. Lập gia đình bạn học khóa sau đúng không? Ok. Vâng. Rồi, mình sẽ tải cái danh sách xuống đầu tiên nhá. Rồi sau đó thì Giang với Linh sẽ so sánh để điểm danh nhá, đầu giờ cũng như cuối giờ hoặc giữa giờ. Mình sẽ cái điểm danh có thể là bất kỳ đó, để làm sao đảm bảo cái quyền của bạn. Bạn nào mà vào đúng giờ thì điểm nó sẽ phải khác so với bạn nào vào muộn hơn, phải không ạ? Đấy, và việc là các bạn theo dõi trong những giờ học nữa. Đề nghị tất cả các bạn khác, các bạn chưa nghe rõ thì các bạn bật webcam lên giúp mình nhé. Tất cả các bạn bật webcam lên đi ạ. Ok. Rồi, muốn giao lưu với lớp một chút. Thêm tình học tập online của bạn như nào? Cảm thấy có hứng thú không? Hay là chán nản rồi với việc học online rồi? Chúng ta trao đổi với nhau một chút đi. Tầm 5 phút thì trao đổi. Thích học online hơn hay thích học offline, hay thích quay trở lại học offline? Khả năng là em thấy là 50-50 thôi ạ. 50-50 ạ. Thích học gặp các thầy hơn đúng không? Học online nhiều cũng chán rồi đúng không? Khi mà đang học offline thì lại thích học online để ngồi ở nhà cho thoải mái. Đấy. Còn khi mà ngồi ở nhà thoải mái học online nhiều quá rồi thì lại bắt đầu là thích học offline, đến trường để gặp các thầy. Quan trọng hơn hết là có thể gặp bạn bè, có thể được nói chuyện, có thể được đi chơi, phải không? Quay trở lại Hà Nội đúng không? Đấy. Không biết rằng là hôm nay ở chỗ các bạn có mưa không? Gần như không nào mưa thì thôi thầy. Có. Thế việc mưa như thế này thì hôm mưa này chúng ta cũng vẫn có lý do là một số bạn trục trặc là vào muộn này đúng không? Học offline cũng vẫn có lý do là mưa nên các bạn có thể đến muộn nhỉ? Đúng không ạ? Đấy, dù là bất kỳ thời tiết nào chúng ta cũng vẫn có cái lý do để mà các bạn vào muộn, phải không? Đúng không? Nhưng mà hôm nay mưa thì việc mà chúng ta học online như này ở nhà cảm giác có vẻ ấm cúng hơn đúng không? Có vẻ hợp lý, hợp tình hơn, phải không ạ? Đúng không ạ? Rồi. Các bạn nào đang ở Hà Nội thì cả ngày hôm nay mưa khá là nhiều, mưa chắc là chuyển rét. Đó, chỗ các bạn chắc là có thể là chỗ các bạn. Có thể các bạn đang mưa, có thể các bạn đang... việc học online, offline thì đây là nhất là việc online thì đây là cái tình thế trước mắt của nhà trường. Thì không biết là các bạn đã nhận được thông tin của nhà trường gửi chưa, là chúng ta sẽ học online đến bao giờ? Đấy, tôi cũng chưa nhận được thông tin của nhà trường, nhưng mà tôi thấy là kìa trên fanpage của VNU ấy đúng không ạ, thấy rằng là có thể là học online đến hết kỳ 1. Thế vậy nên thì bộ môn cũng chủ động, thầy cô cũng chủ động là vẫn tiếp tục giảng online. Và cái buổi thực hành này cũng phải bắt buộc phải giảng online. Thực ra thì đối với những buổi thực hành là các thầy cô hay là chương trình thiết kế là chủ yếu là chúng ta sẽ phải học online thực hành trên trường, trên lớp. Lúc đó thì giảng viên mới có thể theo kèm với các bạn. Trường hợp nào gặp khó khăn thì các thầy cô có thể gần như là cầm tay chỉ việc các bạn luôn, đúng không? Đấy, thì các bạn thực hiện được cái nội dung học tập đó thì thôi.
Đấy, nhưng mà cái game học online như thế này thì đúng là những cái module thực hành thì nó là cái hạn chế khó khăn cho cả thầy cô lẫn như cho cả đối tượng là các bạn sinh viên để có thể tiếp thu được bài học khi mà chúng ta học thực hành. Vậy nên thì theo tôi, các bạn với những buổi học thực hành sắp tới mà các bạn chủ yếu là các bạn học với tôi rồi làm việc với tôi thì các bạn cố gắng chủ động trong cái việc là tự học nhé, cố gắng chủ động tự học. Tất nhiên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn tối đa có thể qua việc là giảng dạy trên Microsoft Teams, tôi sẽ thực hành, tôi sẽ kiến tập cho các bạn sẽ làm theo. Đấy. Tuy nhiên thì trong trên cái thời gian thì sẽ khó thể nào mà giải quyết hết tất cả vấn đề. Vậy nên các bạn đều có thể join vào trong cái kênh riêng này của lớp học, đúng không? Cái kênh trên Microsoft Teams này thì có cái câu hỏi gì hay có cái vấn đề gì thắc mắc hoàn toàn các bạn có thể là chat vào đấy hoặc inbox riêng cho tôi là thầy ơi em chưa hiểu nội dung này, thầy ơi em chưa thực hiện được câu lệnh này, đấy, hoặc thầy ơi em chưa viết được mục tiêu cho cái này thì hoàn toàn các bạn có thể hỏi và tôi sẽ trả lời cho các bạn nhé. Để làm sao cái hình thức là học thực hành các bạn đạt được tối đa các nội dung có thể nhé. Bởi vì thực sự là cũng sẽ là khá là thiệt thòi cho các bạn khi mà chúng ta cứ phải học online suốt như thế này, phải không? Đấy. Trong khi đó thì học phần này cũng khá là quan trọng. Đây là một học phần mà sẽ giúp các bạn sau này làm cái khóa luận tốt nghiệp. Trước mắt là giúp giải quyết làm khóa luận tốt nghiệp. Sau thì các bạn có thể là tham gia vào các cái đề tài hoặc các bạn phải viết các bài báo nghiên cứu khoa học, đúng không? Đấy, nhưng mà trước mắt sẽ giúp các bạn được giải quyết năm thứ 6 năm cuối cùng này là khóa luận tốt nghiệp nhá. Nhiều bạn như mà năm thứ giảng nhiều bạn đã chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp từ năm thứ 4 năm thứ 5 rồi. Để đến năm thứ 6 là các bạn có thể là triển khai luôn. Đến các bạn ấy sẽ có đề tài luôn. Thì các bạn làm. Bởi vì năm thứ 6 các bạn sẽ rất nhiều việc các bạn cần phải lo, phải quan tâm tới. Mới năm nào mà năm thứ nhất mới bây giờ năm thứ 4 rồi này. Đấy, những gương mặt mà tôi nhìn thấy quen đúng không ạ? Rất nhiều, cho bạn Tuấn Anh rồi là cả bạn Cộng Văn Mạnh đây, đúng không? Với năm thứ nhất nào học cùng với lại các bạn vào vẫn để những cái avatar cute đủ các kiểu đây, đúng không? Bây giờ đã năm thứ 4 rồi. Vâng. Bây giờ đã năm y lớn rồi. Đấy. Đúng không? Cộng Văn Mạnh vừa tiếp thiết kế cái icon rất là cute, bây giờ năm thứ 4 lớn tương rồi, sao ạ? 2 năm nữa bây giờ y 6 rồi. Đấy. Hai ông nữa là y 6 rồi, đấy nhanh không? Thời gian chơi nhanh chưa? Đấy, từ bèo một cái, nhắm mắt một cái là thời gian. Rất là nhanh phải không? Đấy. Đấy, cho nên thời gian chơi nhanh, 6, gọi là 6 năm nó lâu nhưng mà cứ quay đi quay lại là lại rất là nhanh. Thế vậy thì khuyên các bạn thì học phần này là học phần khá là quan trọng để các bạn làm khóa luận tốt nghiệp. Vậy nên các bạn cố gắng chủ động tiếp thu tối đa kiến thức các thầy cô giảng ở trên lớp. Chỗ nào không hiểu nhá, cứ chỗ nào không hiểu cứ inbox vào cho mình. Hoặc chỗ nào hiểu đấy có thể là phát biểu phát biểu luôn hỏi luôn đấy, tại vì mình không muốn rằng là cái buổi học online nó trở nên quá là hình thức mà cái buổi học này sẽ là cái trao đổi giữa giảng viên và sinh viên đấy, cái gì mình biết rồi mình sẽ trao đổi lại cho các bạn để các bạn thực hiện được nó thì thôi nhá. Bởi vì khi thực hành như này là chúng ta sẽ phải biết được những nội dung vừa biết được mà chúng ta phải thực hiện được phải làm được nó nhá thì mới được coi gọi là thực hành. Còn khi mà chúng ta biết được thì mới gọi là học lý thuyết thôi, biết được và thực hiện được đấy mới coi là thành nhá. Thì kể cả như trong khi tôi giảng hay là trong khi mà tôi đặt ra câu hỏi đấy, cố gắng các bạn trao đổi hoặc trả lời câu nào sai cũng không cho điểm, được chưa? Thoải mái chưa? Đúng mà khi nào đúng thật là điểm cao tôi mới cho điểm đấy. Tôi chỉ muốn cho điểm thấp nhất là 8 điểm đấy, thấp nhất là 8 điểm, cao là lúc nào tôi cho 9 hoặc 10. Đấy, thấp nhất là tôi cho 8 điểm, tôi chỉ muốn thế thôi. Còn khi bạn nào mà vắng nhiều quá, vắng buổi thực hành kia là tôi sẽ cho điểm thấp hoặc là báo cáo lại với phòng đào tạo luôn. Đấy, phải không ạ? Để làm sao đảm bảo công bằng cho cái việc là bạn học đầy đủ như bạn học không đầy đủ nhá. Thế nên là trong quá trình học thực hành trao đổi thì các bạn hoàn toàn có thể thoải mái đưa ra quan điểm cái cá nhân của mình. Tôi chưa quan trọng về đúng sai, quan trọng là các bạn phải đưa ra được cái ý kiến, cái kiến thức của mình nhá. Đấy, sai tôi không đầy đủ, yên tâm đi, không phải sợ cái điều đó, đúng không? Đấy. Các bạn học thì khi nào mà các bạn trả lời câu sai cho đấy thì các bạn càng nhớ thôi, không có vấn đề gì cả, phải không ạ? Các bạn khi các bạn nói ra, các bạn trả lời, các bạn phát biểu cái kiến thức của mình thì lúc đó thầy cô mới biết được để mà gì sửa lại cho các bạn, là đúng nhá. Cả lớp có thống nhất như thế không? Vâng ạ.
Ok. Vâng ạ. Ok. Rồi, chị. Thì trong quá trình học thì đây là cái đề nghị riêng của tôi, cố gắng các bạn cố gắng là bật hết tất cả webcam lên. Còn trong quá trình học là các bạn có thể là bật cái việc này việc kia, các bạn làm cắt ngang việc này việc kia thì hoàn toàn thoải mái, các bạn có thể chủ động cho việc đó, đúng không? Chẳng hạn như là đi uống nước này, hoặc là đi vệ sinh này, hoặc là cái gọi đó thì phải giải quyết công việc ngang trường được, sau đó lại quay lại ngồi tiếp, được chưa? Nhá, chứ không phải là bắt các bạn 100% thời gian là ngồi trước màn hình, nhưng mà các bạn thì cũng phải đảm bảo cho tôi đến 99%, được chưa? Đó, được chưa? Đấy, thì hoàn toàn thoải mái hơn chỗ đó, được chưa? Đấy, vẫn có 1% để các bạn làm cái công việc riêng, được chưa? Hoàn toàn thoải mái nhá. Nên là các bạn cứ bật quan tâm lên, được chưa? Để chúng ta có thể là chia sẻ với nhau. Để tránh việc là tôi cứ ngồi màn hình tôi nói mà tôi chẳng nghĩ thì bạn các bạn ở đâu, phải không? Anh nghe nó cũng gọi là nhiều khi giảng viên cũng bị stress, tâm lý là cái điều đó. Ok. Rồi, thì hôm nay là cái buổi đầu tiên chúng ta làm việc với nhau là cấu phần thực hành của học phần phương pháp nghiên cứu khoa học đó. Thì đối với lại học online thì tôi cũng thiết kế làm sao cho dễ dàng nhất, đơn giản nhất cho các bạn. Thì ở đây tôi đã lên cái link để mà các bạn có thể là học thực hành. Đây, buổi đầu tiên là chúng ta sẽ có gì ạ? Đầy đủ cả lớp nhé. Cả lớp chúng ta sẽ học thực hành. Bài tôi sẽ cho các bạn học thực hành, bài đầu tiên là chọn chủ đề và mục tiêu cho khóa luận tốt nghiệp. Đấy, dự kiến cho khóa luận tốt nghiệp sau này của bạn, được chưa? Chuẩn bị ngay từ bây giờ đi, chọn lấy một chủ đề là đề tài là yêu thích. Thì cái bài hôm nay là bài cho cả lớp. Và sau khi kết thúc bài này thì mỗi bạn đều có một cái, nghĩ cho tôi được một cái tên đề tài và hai cái mục tiêu kèm theo mà sau này các bạn dự kiến lại, được chưa? Như thế là các bạn sẽ đạt được. Đó. Sau đó những cái buổi tiếp theo, những cái biểu tiếp theo thì ở đây tôi đang chia lớp làm hai nhóm. Đấy, tôi chia lớp làm hai nhóm là lớp A và lớp B, được chưa? Lớp A và lớp B. Đấy, để các bạn cứ chẳng hạn như lớp A học tuần này thì tuần sau lớp A thì tức là các bạn có một tuần để mà ôn lại kiến thức thực hành đó nhá, được chưa? Thì mỗi lớp sẽ có một tuần để ôn lại kiến thức đó, để thực hành để mà thực hiện được cái điều đó nhá. Đấy, thì các bạn muốn là cả hai lớp học cùng nhau hay là chia đôi ra? Đấy, nếu mà chia đôi ra thì sẽ đến ngày 16 tháng 12 chúng ta sẽ kết thúc. Đấy, còn nếu mà cả hai lớp học cùng nhau thì các bạn sẽ được kết thúc sớm hơn. Đấy, tuy nhiên cái điểm hạn chế học cùng nhau là như thế nào, tức là 124 bạn như thế này, 123 bạn thì tôi sẽ không thể làm một ca vô hết trong một buổi được, đúng không? Chia nhỏ ra thì tôi có thể là hỏi được nhiều hơn, nhiều bạn hơn trong một buổi đấy, được chưa? Đấy, thì cái này cả lớp với nhau thống nhất sau để báo lại cho tôi nhá, được chưa? Thống nhất sau để báo lại cho tôi. Có thể là các bạn muốn học cùng tất cả để mà kết thúc sớm rồi các bạn ôn luyện chẳng hạn, hay là các bạn ôn những cái học phần khác chẳng hạn, đấy là tùy các bạn nhá. Nhưng mà theo như tôi khuyến khích thì có thể là nên chia làm hai nhóm. Đấy, một tuần học nhóm A học, tuần sau là nhóm A nghỉ để nhóm B học. Đấy, cứ xen kẽ nhau thì thời gian nó cũng sẽ thoải mái, đúng không? Thời gian ngày rộng tháng dài. Đấy nhá. Đấy thì cái hai cái phương án đấy thì chỗ Giang và chỗ của Công nhá, của hai lớp A và B các bạn cùng thống nhất lựa chọn để làm sao sau đó báo lại cho tôi, được chưa? Đó, thì bài đầu tiên thì chúng ta sẽ có là chọn chủ đề và mục tiêu khóa luận tốt nghiệp này. Cái link này tôi sẽ gửi lại cho các bạn sau khi các bạn thống nhất nhé. Rồi bài thứ hai chúng ta sẽ có là gì ạ? Thiết kế cái công cụ số liệu, công cụ bộ số liệu. Đấy, hay là cái bệnh án nghiên cứu. Đấy, bài số 2 là chúng ta thiết kế cái bệnh án nghiên cứu. Giống như việc các bạn thiết kế các bạn hỏi, bạn nào mà làm các cái câu lạc bộ thiết kế các bạn hỏi xong các bạn đẩy đến Google Form ấy. Đấy. Nhưng mà trước khi để đến Google Form thì chúng ta phải có nội dung hỏi đã, đúng không? Chúng ta hỏi cái gì, hỏi về ai, hỏi như thế nào, đúng không? Hỏi về bệnh gì. Đấy, thì chúng ta thiết kế ra sao đối với bệnh, một cái bệnh án nghiên cứu nó khác gì so với hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Đó, đấy là buổi thứ hai. Buổi thứ ba là chúng ta sẽ học phân tích số liệu định lượng. Đó, số liệu định lượng cộng trừ nhân chia, phân tích tính toán trung bình người ta sao. Đó, buổi thứ tư là chúng ta sẽ gì, làm việc với số liệu gì, định tính nhá. Đấy, chúng ta tính tỷ lệ phần trăm. Đó. Rồi buổi thứ năm là kết thúc. Đấy, buổi thứ năm là chúng ta buổi thứ năm buổi cuối cùng là sẽ tập hợp cái nhóm AB vào kết thúc buổi hôm đấy. Và tôi sẽ tổng hợp lại các kiến thức cho cả hai lớp A và lớp B. Và các bạn lưu ý, mỗi một buổi thực hành đều có một ít nhất một bài tập mà các bạn phải hoàn thiện nhá.
đều ghi chép một bài tập bản thiện và mỗi bạn một cái bài tập đó, mỗi bạn một cái bài tập đó gửi lại cho tôi để tôi lấy điểm trong suốt quá trình thực hành, cũng như đó là một cái hình thức để mà điểm danh đó. Nha. Linh vừa mới vào đấy ạ, Linh lớp trưởng lớp B vừa mới vào đấy ạ. À, em vừa đổi sang lab ạ. À, ok rồi. À, thêm một hình thức nữa mà cái hình thức học như này. Có một điều không biết là các bạn học ở trên lab là nhiều hay các bạn học trên máy tính bảng hay các bạn học trên điện thoại ạ? Các bạn học ở trên điện thoại hay học ở trên máy tính? Thưa thầy, theo quen em học trên máy tính nhá, thì khá đều nhỉ. Rồi, lưu ý của bạn thì bước vượt hành chúng ta tất cả tùy theo tùy điều kiện từng người nhé, cố gắng ở trên máy tính thì màn hình nó to chút đúng không? Ở trong những cái hạn chế online thì đôi khi là các thầy cô đã thiết kế những chữ nó khá to rồi, nhưng mà nhìn trên màn hình hơi phụ thuộc vào trên màn hình của bạn nữa. Màn hình có phải màn hình to không? Đấy, ví dụ chẳng hạn thì các bạn học trên cái màn hình trên smartphone là 6.7 inch thôi, nó rất là nhỏ đấy. Hay có người học trên iPad hoặc là có người học trên TV 3 hay 50 inch hoặc 55 inch hoặc 100 inch gì đó, nhìn nó rất là sướng, nó khác hẳn, nó trải nghiệm nó khác hẳn, phải không ạ? Đấy, thế đấy là cái này là việc lựa chọn cái màn hình của bạn thì tùy theo điều kiện đó. Thì tôi khuyến khích là lên học trên cái màn hình nó to một chút, đấy, tầm 14-15 inch giống như laptop hoặc cái máy tính 19 inch, thì nhìn màn hình trải nghiệm thì nó sẽ tốt hơn, chưa? Đó. Ok, vậy thì quay trở lại với bài học ngày hôm nay là buổi đầu tiên về bài học thực hành. Tôi sẽ giới thiệu lại cho các bạn và thực hành trong cái chủ đề là chọn chủ đề và mục tiêu nghiên cứu đấy, dành cho khóa luận tốt nghiệp sau này của bạn. Thì bài này các bạn đã được học lý thuyết rồi phải không? Các bạn đã được học lý thuyết rồi đúng không ạ? Được học lý thuyết bài này chưa? Vâng ạ, rất sôi lắm. À, thầy Nhu đã giới thiệu cho các bạn rồi phải không? Giới thiệu cho các bạn rồi. Thì có một cái câu hỏi đầu tiên trước khi đi vào bài này, các bạn còn nhớ cái quy tắc gì không để mà khi đặt mục tiêu không? Hay là tên đề tài không? Còn nhớ không ạ? Thầy Nhu thì có nói một số thông tin cũng... Còn chủ đề thì bắt đầu không được là động từ thì phải. Ừ. Chủ đề mà không, không được bắt đầu từ động từ ạ? À? Ừ, lên chủ đề thì chắc là phải sử dụng bằng một danh từ, còn tên mục tiêu thì bắt đầu bằng một động từ. Ừ, mục tiêu bắt đầu động từ. Không cần thầy có nhắc đến cái quy tắc gì không? Các bạn có nhớ cái quy tắc không? Có một cái quy tắc nhắn thôi mình rất dễ nhớ. Có bạn nào nhớ không? Hay là thầy chưa nhắc tới? Thưa thầy, cho em trả lời ạ. Ờ, với em. Em không biết có đúng không? Nhưng em nhớ là SMART. Đúng rồi, SMART. Đó, đấy chưa? Đây là một cái quy tắc rất là quan trọng. Đấy, các bạn nhớ cái quy tắc SMART này thôi. Là các bạn sẽ hiểu được cái bài về chọn chủ đề cũng như là mục tiêu nghiên cứu nhá. Đấy, thì tôi muốn kiểm tra lại kiến thức một chút cho các bạn. Rồi, cảm ơn em. Thì mục tiêu của bài ngày hôm nay là gì? Thứ nhất là các bạn chọn được chủ đề nghiên cứu phù hợp. Tùy theo các bạn nhá. Trước hết là cứ theo sở thích của bạn đi. Bạn nào thích làm về sản khoa, làm chọn chủ đề về sản khoa. Bạn nào thích chủ đề về y khoa, chọn chủ đề về y khoa. Không gò bó ép buộc gì cả, đúng không? Bạn nào thích truyền nhiễm hay thích COVID-19, chọn chủ đề đấy nhá. Để mà viết cái tên đề tài cho mình dự kiến. Sau đó là cái mục tiêu điểm đeo, phải không? Thứ hai là các bạn phải viết được tên đề tài. Khi mà chọn chủ đề rồi, chọn chủ đề sản khoa rồi, chọn chủ đề y khoa rồi, thì các bạn phải viết được tên đề tài và cái mục tiêu đúng cũng như là khả thi cho một cái chủ đề nghiên cứu cụ thể đó nhá. Tức là đây các bạn viết cho tôi được cái tên đề tài, tên khóa luận tên đề tài, tức là cũng là tên khóa luận của bạn sau này, chưa? Đấy, nghiên cứu ABC gì đó. Sau đó là các bạn viết cho tôi được cái mục tiêu của cái nghiên cứu đó, ít nhất là phải một mục tiêu nhá. Đấy, thì thường sẽ có hai cái mục tiêu, nhưng gọi là người ta gọi là bèo nhất thì các bạn phải viết cho tôi được một mục tiêu, chưa? Đấy. Mục tiêu thứ ba, các bạn đặt được câu hỏi nghiên cứu cho các cái mục tiêu và nội dung nghiên cứu nhá. Ở đây tôi nhấn mạnh vào trong cái mục tiêu thứ hai là cái mục tiêu tôi đã biệt hóa thành màu xanh lá cây ấy, nhá. Là các bạn phải viết được tên tài, viết mục tiêu nhá. Cái bài giảng hôm đó có thầy Nhu thầy có cho các bạn là bài tập về phần này không? Thầy Nhu có cho các bạn bài tập về nhà làm về phần này không ạ? Thầy có
hướng dẫn với trao đổi bài tập trên lớp còn chưa trao đổi tập. Ok rồi, hôm nay thì các bạn sẽ để tôi biết thì hôm nay các bạn sẽ có những bài tập để mà báo cáo lại như để tôi lấy điểm và thành phần cho các bạn nhé. Thứ nhất là tôi muốn nhắc lại các bạn là nghiên cứu để làm gì đã. Nghiên cứu để làm gì? Ngoài những cái vấn đề mà tôi trình chiếu trên slide này, các bạn nghiên cứu để làm gì? Tại sao lại cần phải nghiên cứu? Thế liệu tôi không nghiên cứu thì có làm sao không? Đúng không? Thì chúng ta mới học đến học phần này. Theo các bạn thì nghiên cứu để làm gì? Nếu không nghiên cứu thì có làm sao hay không? Đấy. Thế theo các bạn. Thấy không? Theo các bạn, theo ý hiểu của các bạn thì nghiên cứu để làm gì ạ? Nghiên cứu chắc để thống kê hoặc là để khái quát hoặc là để tìm ra một cái gì đó mới ạ. Hoặc là... Tập công. Tức là cái ý công là nghiên cứu để mà thống kê, khái quát để tìm ra một cái vấn đề gì đó mới. Đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác. Theo các bạn khác thì sao? Như sao ạ? Nghiên cứu còn để làm gì nữa? Thế là cho em trả lời ạ. Mời bạn Ánh Béo. Dạ vâng ạ. Thưa thầy, theo em, mục tiêu của nghiên cứu đó chính là đi tìm các quy luật khách quan để mô tả giải thích và giúp mô tả giải thích và tìm cơ sở khoa học để chúng ta biết được những điều gì có lợi và những điều gì có hại. Từ đó thì mình sẽ có những phương pháp để thúc đẩy một hoạt động nào đó. Rồi, cảm ơn anh. Một nội dung khá là chi tiết, đúng không? Khá là đầy đủ để bao quát tất cả các vấn đề của nghiên cứu, đúng không ạ? Cảm ơn lại, cảm ơn tâm. Thì đối với nghiên cứu thì các bạn hiểu lung la là như sau. Và đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học vi học thì việc là các bạn sẽ thống kê các số liệu để có thể gì ạ? Khẳng định cái đã có hoặc là tìm ra cái mới, đúng không? Khẳng định cái đã có hoặc là tìm ra cái mới. Chẳng hạn như là các bạn nghiên cứu cách tỷ lệ gì mổ đẻ ở bệnh viện phụ sản trung ương chẳng hạn, đúng không? Năm 2019 2020 các bạn biết rồi, đúng không? Bạn đã biết cái tỷ lệ rồi, nhưng mà 2021 gì ạ? Chưa biết, đúng không? Thì các bạn đi thống kê lại để mà tính cái tỷ lệ mổ đẻ năm 2021, được chưa? Và thống kê cái tỷ lệ đó. Hay đơn giản như là các bạn nghiên cứu tác dụng phụ. Đấy, các tác dụng phụ của vaccine phòng chống Covid-19, đúng không? Đúng không? Đấy thì tất cả các tác dụng phụ mà đã được nhà sản xuất công bố rồi, nhưng mà theo các bạn thì nó đã đầy đủ hết chưa? Đấy, đã thống kê liệu, đã thống kê hết chưa? Và thì chúng ta cũng cần gì ạ? Thống kê lại dựa trên gì? Những cái trường hợp mà đã tiêm vaccine ở tất cả các nước, ấy, đúng không? Xem có những cái tác dụng phụ như thế nào, ngoài những cái tác dụng phụ mà nhà sản xuất đưa ra. Và tỷ lệ của các dụng phụ, tác dụng phụ đấy ra sao? Và cái nào nhiều, cái nào ít, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó. Thì cái việc là nghiên cứu của bạn hiểu lúc nào tôi là chúng ta sẽ gì ạ? Thống kê các cái số liệu, thống kê các cái dữ liệu để các bạn có thể gì ạ? Khẳng định cái đã có hay khẳng định cái quan niệm đã có, hoặc có thể mô tả rõ hơn cái gì ạ? Mà hiện tại chưa rõ. Đấy, hoặc có thể là bạn đi tìm ra một cái kiến thức mới nhá, tìm ra một kiến thức mới. Thì đối với lại quá độ của sinh viên đại học thì thường các bạn sẽ dừng lại ở cái mức là các bạn sẽ mô tả. Đấy, các bạn mô tả tức là sao ạ? Sự vật và hiện tượng nó như thế nào thì chúng ta sẽ mô tả là như thế, được chưa? Sự vật và hiện tượng nó như thế nào chúng ta sẽ mô tả như thế, tức là bệnh nhân biểu hiện triệu chứng gì, có đặc điểm lâm sàng như thế nào, có đặc điểm cận lâm sàng như thế nào thì các bạn mô tả là như vậy. À, được chưa? Thì đấy là thường sẽ dừng lại ở mức độ của sinh viên đại học. Còn đối với học viên sau đại học thường họ sẽ gì ạ? Họ sẽ có biện pháp can thiệp đấy, đối với bệnh nhân về Covid-19 như thế, hoặc đối với bệnh nhân lao hay phổi như vậy, thì họ sẽ dùng cái một biện pháp can thiệp nào đó và họ đánh giá cái kết quả của cái biện pháp điều trị đó nhá. Kết quả biện pháp điều trị đó. Thế thì ở trong cái điều này thì một số cái trường hợp mà xảy ra như sau, tức là các bạn đi lấy số liệu ở bên bệnh viện, các bạn cũng lấy số liệu về cái hiệu quả điều trị, phải không? Nhưng các bạn chỉ mô tả lại thôi, các bạn phải tách biệt ở chỗ này, tức là các bạn lấy số liệu điều trị của bên bệnh viện. Đấy, khi nào bạn tham gia vào
điều trị đó, khi nào bạn ứng dụng một cái phương pháp điều trị đó thì đó mới được coi là can thiệp. Còn bạn lấy mô tả họ can thiệp ấy, họ can thiệp và bạn mô tả lại thì chỉ được coi là mô tả thôi nhá. Đấy, khi nào bạn ứng dụng cái can thiệp đấy vào, đấy, bạn là người đưa cái biện pháp can thiệp đấy vào cho bệnh viện, hoặc là bạn là cùng là một nhóm nghiên cứu là thực hiện cái biện pháp can thiệp đó thì đó mới được coi là cái can thiệp, và thường can thiệp là dòng cho sau đại học. Còn bạn mô tả các bác sĩ ở bên bệnh viện họ thực hiện can thiệp đấy, hàng năm họ vẫn thực hiện cái can thiệp đó, bạn mô tả bạn lấy giải số liệu thì cái nghiên cứu của bạn cũng chỉ là mô tả thôi nhá, mô tả điểm thôi. Rồi thì ở trên slide đây tôi đưa ra là nghiên cứu để làm gì. Cái thứ nhất là để trả lời một câu hỏi nào đó đấy, hoặc là một cái vấn đề quan tâm chưa rõ đấy, hoặc là một vấn đề mới đấy, có thể là một cái vấn đề, hoặc nó có thể là nguyên nhân hoặc là cái yếu tố nguy cơ là dẫn đến cái tình trạng này đấy. Chẳng hạn bây giờ tôi có một cái nghiên cứu như sau, ví dụ như là nghiên cứu thực trạng stress lo âu trầm cảm của sinh viên y đa khoa đấy, của lớp mình luôn, được chưa? Đấy, nghiên cứu thực trạng stress lo âu trầm cảm, phải không? Bây giờ tôi muốn làm nghiên cứu trên quần thể 123 bạn này thì tỷ lệ lo stress trầm cảm là bao nhiêu, tôi tìm ra cái tỷ lệ đó, đúng không ạ? Phải chưa? Thế bây giờ tôi muốn trả lời sáng tỏ hơn một cái câu hỏi nữa là thế vậy thì yếu tố nguy cơ nào dẫn đến cái việc là stress của bạn, đúng không? Dẫn đến stress của bạn hoàn toàn, các bạn ở đây các bạn có thể hình dung, các bạn có thể là đưa ra được những cái giả thuyết, ví dụ các bạn đưa cho chúng tôi một vài giả thuyết đi, những cái yếu tố nào mà dẫn đến là sinh viên hay lớp các bạn có thể dẫn đến stress nào, các bạn đưa cho tôi một vài cái giả thuyết nào. Mọi người phân biểu đi ạ. À, yếu tố nào? Mời bạn, có bạn trên tay bạn cũng thú bình ạ. À, thưa thầy, bạn Vũ Thu Bình, bạn ấy đang ở bệnh viện, bạn ấy đang đi mổ ở bệnh viện thì ạ. Mời bạn vào phát thanh. Chắc là tín hiệu của bạn có thể kém. Không, bạn em vào lại ạ. Thế còn các bạn khác thì sao? Các bạn có thể bổ sung tôi là những cái giả thuyết nào mà dẫn đến việc mà các bạn có thể là bị stress lo trầm cảm không? Nào, các bạn đưa ra cho tôi một vài giả thuyết nào. Em nghĩ có thể là do mình là sinh viên thì phải sống xa nhà, khác với cả lúc trước là học sinh thì sống với bố mẹ, thì nhiều mối lo hơn như là tiền phòng, tiền trọ các thứ, rồi học tập một mình thì cũng đôi khi mất động lực. Tức là đây bạn đưa ra được hai lý do, tức là xa nhà này và học tập mất động lực này, đúng không? Bạn Châu Anh phải không ạ? Vâng. Rồi cảm ơn Châu Anh, đưa ra được hai lý do là xa nhà này, học tập có thể mất động lực này. Thì ngoài ra các bạn còn có lý do nữa không? Thêm một bạn nữa đi. Còn có lý do khác gì nữa không ạ? Tôi bảo bất kỳ nhá. Tôi bảo bất kỳ là cho tiêm trong tình thích tí cho nó vui nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thầy có bất kỳ câu hỏi nào cũng được ạ. Đấy là một yếu tố nguy cơ làm tăng động tăng nguy cơ được bệnh tim mạch, phải không ạ? Mời bạn nữa thì Hải Yến thế nào? Hải Yến có đây không? Em có đây ạ. Em thầy là cho em thêm một lý do nữa là bị lừa nhiều ạ, nên là bị trầm cảm ạ. Bị lừa nhiều quá. Vâng ạ. Đó là một lý do, tức là các bạn cái bệnh lười ấy, phải không ạ? Thì hiện nay là ví dụ chẳng hạn như giới trẻ Trung Quốc đang có một lời nghe làm yên kẻ đời ấy, phải không ạ? Đấy, cũng là một cái. Rồi đấy, thêm một bạn nữa đi. Mời bạn Bùi Hương Ngọc. Dạ, em thưa thầy là có thể do áp lực học tập ạ, bài vở nhiều quá. Áp lực học tập, bài vở nhiều quá.
Rồi, tổng cộng. Thế đây là các bạn đưa ra cho tôi là bốn cái lý do, đúng không? Tôi nghĩ là các bạn khi các bạn ngồi kể ra thì còn nhiều lý do lắm, nào là có thể là căng thẳng stress liên quan đến vấn đề là đến tháng hết tiền này, cuối tháng hết tiền này, phải không ạ? Lâu lâu cũng được đi chơi cùng bạn bè này, đấy, phải không ạ? Đấy, rồi là áp lực thi cử đã nhiều quá, rất nhiều vấn đề. Chúng ta có thể đưa ra được rất trước khi làm đấy, rõ ràng là trước khi làm nghiên cứu này các bạn có thể đưa ra được một vài cái giả thuyết như vậy, đúng không ạ? Thế vậy thì đến bây giờ để trả lời cái giả thuyết này, liệu là cái yếu tố nào là yếu tố nguy cơ dẫn đến cái thực trạng tình trạng stress đó đấy của bạn, thì các bạn phải gì ạ? Phải làm sao? Làm cái động tác là nghiên cứu, đúng không? Các bạn phải thống kê số liệu lại, đúng không? Các bạn phải thống kê số liệu lại thì mới biết được rằng là thực sự đâu là cái yếu tố nguy cơ đến, và các bạn bằng cách là sử dụng các cái gì thuật toán thống kê nhỉ, thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi đó. Còn bây giờ là các bạn chỉ đưa ra được những cái giả thuyết thôi, các bạn bây giờ chỉ đưa ra cái giả thuyết thôi và để chứng minh giả thuyết đó nó có đúng hay không đấy, hoặc là có thêm cái giả thuyết nào mới hay không, bắt buộc các bạn phải làm nghiên cứu, đúng không? Và lấy một cách đơn giản như thế này, bây giờ các bạn thường hay nghe cái câu là y học dựa trên gì ạ? Dựa trên bằng chứng, đúng không? Y học dựa bằng chứng nghe rất nhiều, mình nghe là đã đã rồi. Các bạn chỉ có độ, nhưng mà các bạn nghĩ là chỉ có độ 5, 15 năm trở lại đây, 5 năm, thậm chí là 5 năm trở lại đây thôi, thì thế giới bắt đầu, ở Việt Nam chúng ta bắt đầu nói nhiều đến vấn đề là y học dựa trên bằng chứng, nhưng mà trước đó thì chưa nhiều đâu. Mà y học dựa trên bằng chứng thì bằng chứng ở đây là gì? Bằng chứng ở đây là gì đấy ạ? Các bạn bằng chứng ở đây là gì? Bằng chứng ở đây là gì ạ? Thưa thầy, bằng chứng ở đây là số liệu nghiên cứu. Đúng rồi, bằng chứng ở đây là số liệu nghiên cứu, đúng không? Dựa trên cái số liệu họ tổng hợp, họ thống kê lại hồ sơ bệnh án của những năm trước đấy, hay là của những năm tiếp theo họ làm nghiên cứu theo dõi, đúng không? Thì đấy là những cái thế nên người ta gọi là con số tích đói. Thì anh bác sĩ hay là bất kỳ anh bác sĩ thì muốn nói gì thì nói, phải dựa trên cái số liệu đấy, dựa trên số liệu đó, và người ta gọi là y học dựa trên bằng chứng, bạn phải đưa ra những cái bằng chứng cụ thể đấy. Thì bây giờ các bạn phải thấy là không chỉ ngành y nhá, và các ngành khác thì người ta nói là big data đấy, lại nói cho đó thì họ có thể lấy số liệu ở rất nhiều các ngành đa liên kết khác nhau để người ta có thể chứng minh hoặc là giải quyết một cái vấn đề nào đó nhá. Điều đó là hết sức quan trọng. Rồi, vấn đề mà chọn chủ đề nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu ưu tiên, đây, cái vấn đề này cũng là cái vấn đề hết sức quan trọng của bạn. Thế bây giờ là các bạn sẽ chọn cái chủ đề nghiên cứu của mình. Các bạn biết nghiên cứu để làm gì rồi, thế bây giờ các bạn sẽ chọn chủ đề nghiên cứu. Chẳng hạn như là tôi muốn hỏi chỗ bạn Hoa chẳng hạn, bạn chọn chủ đề nghiên cứu của bạn là gì? Nếu mà có thể định làm khoa tốt nghiệp, bạn sẽ làm chọn chủ đề về y khoa hay là về chuyển nhiệm hay là về sản khoa? Dạ em thầy, em sẽ chọn chủ đề về y khoa. Về y khoa, rồi tại sao? Thật ra thì trước đây thì em cũng đam mê về bên y ấy ạ, nên là em nghĩ em sẽ theo y luôn, thế sẽ chọn chủ đề về y khoa. Ok, y khoa sẽ chọn chủ đề y khoa với cái giải thích là bạn đam mê, phải không ạ? Thế chỗ bạn Nguyễn Văn Tuấn thì sao? Bạn sẽ thích chủ đề gì và lý do tại sao? Dạ, em nếu mà để khoa tốt nghiệp thì em chọn chủ đề truyền nhiễm. Chủ đề truyền nhiễm, vì sao? Vì bây giờ cái vấn đề dịch Covid nó cũng đang hot, cái này nó đang cũng nghiêm trọng. Ok, ok, rất tốt. Nhưng ở đây các bạn thấy hai vấn đề luôn, hai bạn trả lời cũng là bao quát hai cái luôn. Tức là một cái là gì ạ? Sẽ là theo cái sở thích của bạn thì các bạn chọn. Đấy, một cái thì bạn cho bạn tốt thì bạn giải quyết vấn đề hiện tại của gì? Cộng đồng. Đúng chưa? Đấy, phải không? Thế thì ở đây người ta gọi là chọn vấn đề ưu tiên. Nhá, chọn vấn đề ưu tiên. Ở trong một cái cộng đồng thì chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề để giải quyết. Hiện nay chúng ta có Covid-19, nhưng mà ngoài Covid-19 thì chúng ta cũng có nhiều vấn đề khác đấy chứ, đúng không? Vấn đề về y khoa cũng cần giải quyết, vấn đề về sản khoa cũng vẫn cần giải quyết chứ, phải không ạ? Rất nhiều vấn đề, phải không ạ? Thế nên chúng ta phải chọn ưu tiên, chọn lọc ra để chúng ta làm. Thường thường thì đối với các bạn là khoa lớp thực nghiệm, thường là gì ạ? Các bạn yêu thích cái chủ đề nào thì các bạn chọn cái chủ đề đấy. Hoặc các bạn xin được các thầy cô nào hướng dẫn thì các bạn sẽ đi theo cái chủ đề nghiên cứu đó, đúng không? Chứ ít khi là các bạn đi làm nghiên cứu, các bạn nghĩ đến cái vấn đề là
rằng cái vấn đề mình đang nghiên cứu nó đang là vấn đề nhức nhối cộng đồng và mình sẽ giúp đóng góp để giải quyết phần nào đó ở trong cộng đồng, được chưa? Đấy. Nhưng chẳng hạn như các bạn muốn thì bạn giải quyết vấn đề hot ở trong cộng đồng liên quan đến COVID-19 cũng rất rất nhiều vấn đề, đúng không? Chẳng hạn như tôi đang cho các bạn triển khai một số cái là tổng quan cái nghiên cứu mà tổng quan nghiên cứu lại cái tác dụng và cũng như được cái hiệu quả tác dụng phụ của tất cả các loại vaccine COVID-19. Đấy, bây giờ bất kỳ một cái chủ đề nào liên quan đến COVID-19 đều hot cả. Thế nên là nếu mà các bạn nào mà có thời gian thì có thể là tham gia vào nghiên cứu cùng với tôi. Đấy, chúng ta sẽ cùng đăng bài báo và cùng làm cái chủ đề đó chẳng hạn. Tức là đây chúng ta sẽ có nhiều vấn đề sức khỏe ở trong cộng đồng. Thì vấn đề thì khi mà chúng ta lựa chọn các vấn đề đó thì chúng ta phải ưu tiên đó là vấn đề như thế nào. Tức là vấn đề sức khỏe gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng, tới cá thể, tới nhóm cá thể nhá, cần và cái vấn đề đó cần được giải quyết sớm. Đấy, cũng như cộng đồng hay bệnh viện có khả năng giải quyết được. Chưa? Và tôi nhắc lại ở đây là trên mặt lý thuyết, đúng không? Bởi vì là khi các bạn làm khóa luận đề tài, khóa luận nghiệp thì thường là những cái tiêu chí này khó đảm bảo, là không thể đảm bảo được. Và thật ra là các thầy cô cũng không yêu cầu cao đến mức độ mà các bạn cần phải giải quyết một vấn đề nào đó cộng đồng, mà các bạn chỉ cần làm sáng tỏ thêm thôi hoặc các bạn mô tả lại được cái vấn đề đó thôi cũng là tốt rồi. Tức là bản thân các thầy cô cũng đưa ra các bạn cái yêu cầu không cần quá cao nhá. Tại sao cần phải chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên? Bởi vì sao ạ? Bởi vì là khi bất kỳ làm nghiên cứu nào, nguồn lực của chúng ta là nó hạn chế hạn hẹp, và trong cộng đồng đó nhiều cái vấn đề nghiên cứu không chỉ là COVID-19, có thể là HIV/AIDS, đúng không? Có thể là gì ạ? Là viêm gan B, có thể là bệnh lao, hoặc thậm chí đơn giản như là các vấn đề mà tồn tại lâu rồi như là hút thuốc lá, được chưa? Hay là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Rất nhiều vấn đề ở trong vật chung cộng đồng khuyên nó cũng tỉnh nào. Đấy, thế nên là chúng ta phải chọn vấn đề ưu tiên để mà lựa chọn để mà giải quyết, đúng không? Giống như việc là các bạn của lớp chúng ta đây 123 người, chúng ta chỉ gọi là quyên góp được từng này kia thôi, đúng không? Chứ không thể nào lớn được. Vậy thì từ cái quyên góp đó thì các bạn một kinh phí đó thì các bạn giải quyết được một vài vấn đề thực tại của lớp, đúng không? Chứ không thể nào các bạn cao hơn được hết, đúng không? Rồi, trên đây là các tiêu chuẩn để các bạn lựa chọn vấn đề ưu tiên. Đó, các cái tiêu chuẩn. Đây, tôi đưa ra cho các bạn là gì đây ạ? 7 cái tiêu chuẩn. 7 cái tiêu chuẩn, được chưa? Thứ nhất là cái tính xác đáng. Thứ nhất là cái vấn đề hay là cái tên đề tài có luận hay cái chủ đề các bạn cứu liệu nó xác đáng hay chưa? Rồi, xác đáng hay chưa? Thì ở đây thì các thầy cô đưa ra kiểu là xác đáng ở đây là sẽ đảm bảo là đủ với cái hàm lượng khóa luận tốt nghiệp đại học hay chưa, hiểu không? Thì nếu bạn chấp đúng của nó một cái đề tài có được một cái đề tài nghiên cứu ở cộng đồng ấy, thì xem là cái đề tài này nó là xác đáng, nó xác thực, nó xứng đáng với lại việc khi các bạn thực hiện ở cái cộng đồng hay cái bệnh viện đó chưa. Đấy, chẳng hạn như ở bệnh viện đó vấn đề của bạn là nghiên cứu là nhiễm khuẩn vết mổ. Đấy, ở bệnh viện đó thì vấn đề nhiễm khuẩn vết mổ đang là phức tạp, tỷ lệ cao, làm như thế là xác đáng, làm như thế là phù hợp. Nhưng mà ở bệnh viện đó, bệnh viện khác các bạn cũng làm nhiễm tình nhiễm khuẩn vết mổ nhưng mà tỷ lệ lại không cao và đây không phải là vấn đề của bệnh viện đó thì rõ ràng nó chưa có tính xác đáng nhá. Thứ hai đó là cái tiêu chuẩn về tính mới, đúng không? Đấy, đơn cử rồi các bạn làm về COVID-19 rất nhiều cái chủ đề mới, đúng không? Ảnh hưởng của COVID-19 lên các cái bệnh lý nền khác chẳng hạn, hay là nghiên cứu ảnh hưởng của COVID-19 lên tới việc là khám chữa bệnh của những người bệnh mắc bệnh mãn tính, đó đều là những vấn đề mới, tiếp theo đó là sự chấp nhận của các bên có thẩm quyền, chẳng hạn như bạn làm về nhiễm khuẩn vết mổ, quay lại với nhiễm khuẩn vết mổ thì liệu rằng bệnh viện ở đấy nó có cho các bạn thực hiện nghiên cứu không, khoa hay phòng đó các bạn có được phép để lấy số liệu hay không, đúng không? Hay các bạn làm nghiên cứu về tỷ lệ mổ đẻ chẳng hạn, bệnh viện phụ sản trung ương, bệnh viện nào có cho phép các bạn lấy nghiên cứu hay không, cho phép các bạn lấy số liệu hay không, đúng không? Phải được cái sự chấp thuận không chỉ là lấy địa điểm nghiên cứu mà chấp thuận cả của đối tượng nghiên cứu. Đấy, ví dụ bây giờ tôi làm một nghiên cứu là nghiên cứu về stress lo trầm cảm ở trên đối tượng lớp chúng ta, đúng không? Thế bây giờ các bạn, khi mà tôi đặt câu hỏi như thế, khi mà tôi đưa ra các bạn câu hỏi cho các bạn điền Google Form, hoàn toàn các bạn có quyền gì tham gia hoặc là gì không tham gia cái nghiên cứu đó, đúng không? Thì đây là cái quyền cá nhân. Đấy, thế ở đây thì các bạn này, hầu hết các bạn để đều không tham gia.
các bạn từ chối thì tôi cái đề tài này tôi cũng không khó lòng mà triển khai được, phải không ạ? Sự chấp nhận thẩm quyền là một của các bên liên quan nữa nhé. Thứ tư đó là cái tính ứng dụng, tính khả thi nhé. Tính khả thi là như thế nào, tính khả thi là như thế nào? Đây là đơn cử là như thế này. Bây giờ tôi có một cái nhân nhân, bây giờ tôi làm một cái tôi giao cho một bạn ở lớp làm khóa luận tốt nghiệp đại học nhá. Tôi giao là các bạn là tính cho tôi tỷ lệ mổ đẻ của tất cả các bệnh viện công tại Việt Nam. Liệu các bạn có thống kê được hay không? Đấy, so với một cái đề tài là tính cho tôi tỷ lệ mổ đẻ của bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2020. Đấy, sau hai cái đề tài đấy theo các bạn là đề tài nào khả thi hơn? Đề tài ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đề tài bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ khả thi hơn bởi vì là sao ạ? Cái phạm vi của nghiên cứu đã thu hẹp dần rồi, đúng không? Đấy. Tức là ở đây các bạn mà so với đối tượng của bạn là các bạn là sinh viên đại học, các bạn chỉ có một cùng lắm nhóm bạn của bạn hỗ trợ thì lên đến 10 người thì bạn có thể lấy số liệu được. Chứ còn nếu mà lấy số liệu cả toàn quốc thì các bạn không thể nào thực hiện được đâu, đúng không? Với số liệu toàn quốc thì tôi phải có một cái nghiên cứu lớn, một nghiên cứu đa trung tâm, phải có cái nguồn kinh phí để hỗ trợ, phải không? Thì đây là cũng là tính khả thi nữa của đề tài, tính khả thi của đề tài. Để khi các bạn lựa chọn liệu rằng cái đề tài mình làm ấy, mình triển khai liệu có thực hiện hay không, hay là quá sức đối với mình, phải không? Đấy. Các bạn chọn tên đề tài, chọn chủ đề đề tài rất là đẹp, rất là hay rồi. Nhưng mình xem liệu mình có thực hiện hay không đã nhá. Còn nếu mà nó vượt quá khả năng thực hiện của mình thì sao? Không thực hiện được đâu. Thế nên tôi chia sẻ thêm với các bạn bởi vì khi tôi làm nghiên cứu khá là nhiều đối với học viên sau đại học. Thì không lường trước được câu chuyện rằng là sẽ không thể nào mà thực hiện được. Ở đây là anh ấy hồi cứu số liệu 5 năm nhá. Hồi cứu số liệu 5 năm thì trong đúng lại rơi vào trong cái quá trình dịch, được dịch đấy. Thế là sao? Không thể nào lấy số liệu mà lấy được chỉ độ 5 thứ 3 đâu, thì 5 thứ 3 là hết, và 5 thứ 4 và 5 thứ 5 như là không có hồ sơ lưu trữ đấy, không lường trước được cái điều đó. Thì rõ ràng thì quyết mất 5 thứ 4 và 5 thứ 5 không đảm bảo được cái hạn lượng nghiên cứu, đúng không? Tức là nghiên cứu đấy cũng không có tính khả thi, đúng chưa? Không có tính khả thi. Đấy là về hồ cứu nhá. Thế bây giờ chẳng hạn ví dụ như là bạn công, bạn làm một cái nghiên cứu đi, tức là nghiên cứu về tương lai. Bạn làm nghiên cứu đó trong vòng 10 năm đấy. Thì liệu công có theo được một nghiên cứu nào trong vòng 15 tới không? Theo dõi sát đối tượng không ạ? Đấy, và liệu có khó khăn không? Đấy, thực sự nó sẽ rất là khó khăn trong 10 năm tới. Không sẽ, ngay cả bản thân công sẽ không biết thay đổi như nào, chứ chưa nói nhìn đối tượng mà công sẽ định hỏi hoặc định nghiên cứu, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta đưa ra cái thời gian làm phải khả thi cho cái nghiên cứu của mình. Hay đơn cử như các bạn đây, khi năm thứ 6 rồi, đúng không? Năm thứ 6 các bạn sẽ rơi vào năm bao nhiêu nhỉ? Năm nay là 2021, 4 năm, 2 năm nữa thì là 2024 là các bạn sẽ báo cáo khóa luận tốt nghiệp, đúng không? Thế bây giờ thầy cho cái đề tài là nghiên cứu kiến thức thực trạng về sức khỏe của vị thành niên của học sinh trường trung học phổ thông năm 2025. Làm được không? Thôi đợi một năm nữa thì báo cáo nhá, đúng không? Thực ra trường mất năm, đúng không? Đấy, tức là cũng không khả thi. Thế đề tài thì đúng rồi, nội dung nghiên cứu thì được, ok. Nhưng mà thực sự là lại không khả thi một chỗ nào cả, đúng không? Đấy. Ở đây nhắc các bạn là không khả thi kể cả về cái nguồn lực, kể cả về cái kinh phí, kể cả về cái quy mô, rồi kể cả về cái thời gian chúng ta nghiên cứu, nhá. Đó, nhá. Tiếp đến đó là cái gì ạ? Cái tính ứng dụng. Tính ứng dụng để lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên. Thế ứng dụng là như thế nào thì cũng đơn giản thôi ạ. Thì liệu rằng cái đề tài này các bạn ứng dụng trong thực tiễn như thế nào? Chỉ đây, tôi hỏi các bạn ngắt qua cái này, chỉ để các bạn hình dung hơn này. Theo các bạn thì các cái đề tài đối với lại sinh viên đại học thì liệu tính ứng dụng có cao hay không? Chào các bạn. Thưa thầy, các bạn có thể trả lời ạ. Mời bạn này.
Vâng ạ, theo em thì các đề tài do sinh viên nghiên cứu thì tính ứng dụng không cao, bởi vì như lúc đầu thầy đã giảng cho bọn em là mục tiêu nghiên cứu của đề tài sinh viên thường là chúng ta đi vào mô tả hơn ạ. Còn về ứng dụng thực tế và tác động thì thường sẽ đi về các luận án sau như thạc sĩ hoặc tiến sĩ ạ. Rồi, cảm ơn thầy. Rất là tốt, rất là thông minh á, bởi vì là nghe ngay câu từ đầu cảm lạnh rất nhiều. Trên lý thuyết thì là như vậy. Hoàn toàn là chính xác. Thì đối với lý thuyết thì các bạn thường đối với sinh viên đại học thì các thầy cô cũng đưa ra cái mục tiêu nó đúng với lại cái trình độ của đại học thôi, phải không ạ? Không làm khó đối với lại sinh viên là các bạn sẽ mô tả thôi cũng là tốt rồi đấy. Nhưng mà trên thực tế thì có thể là nhiều bạn có thể thực hiện tốt hơn, có thể là mô tả cái can thiệp hoặc là đưa ra một số cái nghiên cứu tổng quan có thể thông vào đó, thì hoàn toàn có thể là cung cấp những cái kiến thức mới hoặc là khai phá một vấn đề gì đó. Nói như trên thuyết như vậy không có nghĩa rằng là đối với lại sinh viên đại học, khóa luận sinh viên đại học là sẽ không có cái giá trị mà phải bắt sau đại học mới có giá trị cơ. Đấy, không hoàn toàn là như thế. Bởi vì sao? Trên thực tế tôi thấy nhá, ngay bản thân tôi trải nghiệm và rất rất nhiều cái đề tài mà trải qua rằng rất nhiều cái đề tài, rất nhiều bài báo về cả đối với đại học và sau đại học có cái tính giá trị ứng dụng nhiều ở trong thư viện. Đúng không? Nộp lại nhiều ở trong thư viện và để nguyên ở đấy thì không có tính ứng dụng thực tiễn cao. Đấy. Rất rất nhiều cái đề tài. Tuy nhiên thì tôi cũng vẫn thấy là một số cái đề tài của các bạn sinh viên cũng như các anh chị học viên thì có tính ứng dụng khá là cao. Nhất là những cái mà các bạn tham gia hội nghị khoa học của trẻ, rồi là những cái mà tham gia cái giải thưởng Eureka đấy, thì các bạn một số cái là có cái hướng nghiên cứu hoặc cái gì có mà có cái ứng dụng thực tiễn ở trong cuộc sống. Tôi nhớ là có một năm mà các bạn làm về một cái đề tài là ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh từ xa, cũng cách đây cũng 3-4 năm gì rồi đấy, thì cũng đó là một cái chủ đề khá mới, các bạn tìm hiểu, các bạn đưa ra được một cái mô hình cũng khá là hay để mà từ cái mô hình đấy mà các thầy cô hay là các bác sĩ lâm sàng hoặc nhà mà hoạch định chính sách y tế có thể tham khảo được, đấy, thì hoàn toàn điều đó. Hay đơn cử như bây giờ các bạn làm cho tôi một nghiên cứu là tổng quan hệ thống các cái tác dụng hiệu quả cũng như là cái tác dụng phụ của tất cả các vaccine COVID-19 được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới thông qua, thì đó cũng là một nghiên cứu khá hay mà sẽ nhiều người quan tâm tới cái chủ đề của bạn, bởi vì hiện tại theo tôi thì cũng chưa ai tổng quan được vấn đề đó. Đấy, cái đấy là một cái gợi ý của tôi, bạn nào muốn làm đi thì tôi sẽ support cho, phải không ạ? Rất rất nhiều chủ đề mà các bạn có thể thực hiện. Rồi, cảm ơn anh, từ đó anh trả lời rất đúng ạ. Tiếp theo chúng ta có cái tính bức thiết. Bức thiết đấy là gì? Bức thiết đấy thì là cái sự cấp thiết, cái sự khẩn cấp cho công việc giải quyết cái nghiên cứu cái vấn đề đó. Chẳng hạn như thời kỳ đầu dịch bệnh COVID-19, chúng ta chưa có vaccine COVID-19, thì hoàn toàn sẽ phải đẩy nhanh các nghiên cứu về sáng chế ra vaccine COVID-19. Phải không ạ? Thế bây giờ chúng ta có vaccine COVID-19 rồi. Đấy, có vaccine COVID-19 rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu về cái tác dụng về hiệu quả điều trị, rồi là về cái hiệu quả phòng ngừa, rồi là hiệu về tác dụng phụ, thậm chí là những tác dụng mới cho về cái biến chủng mới ra sao. Đúng không ạ? Chúng ta tiếp. Thế không chỉ là liên quan đến COVID-19 mà có thể là cộng đồng khác. Cái vấn đề COVID-19 của họ chưa phải là vấn đề lớn, nhưng mà vấn đề lớn của cộng đồng đấy là gì ạ? Cái vấn đề miễn dịch ma túy. Thì miễn dịch ma túy là cấp thiết ở lịch ở cộng đồng đó thì cũng cần phải thực hiện để mà giải quyết. Hay ở trong bệnh viện, đúng không ạ? Trong bệnh viện các vấn đề bây giờ cấp thiết là phải hồ sơ bệnh án điện tử. Thì phải làm một nghiên cứu nào đó để mà giám đốc bệnh viện hoặc là các khoa phòng có thể là tham chiếu, có thể là ứng dụng là trong cái hoạt động quản lý của họ. Cái cuối cùng đó là cái vấn đề đạo đức và sự chấp thuận của đối tượng nghiên cứu. Đấy, vấn đề đạo đức và sự chấp thuận của đạo đức nghiên cứu, đây là một cái vấn đề rất cần được quan tâm trên toàn thế giới chứ không phải là chỉ ở Việt Nam chúng ta đâu nhá. Đấy, vấn đề đạo đức là như thế nào, vấn đề đạo đức như thế nào đấy. Các bạn nhớ lại giúp tôi, đã có những nghiên cứu ở trong thời kỳ mà chiến tranh thế giới đấy, là lấy bệnh nhân, là lấy cái đối tượng nghiên cứu là những tù binh, hiểu chưa? Là những tù binh để thử nghiệm cái thuốc điều trị HIV và một nhóm placebo, tức là nhóm giả dược. Đấy, tức là
họ gì ạ, họ lấy cái tù binh và cái tù binh đó để mà họ thử nghiệm cái phương pháp điều trị của họ. Cái điều đó được bị lên án rất nhiều, sau cái thời kỳ đó bị lên án rất là nhiều. Thì tất nhiên ngày nay thì họ sẽ không thực hiện một cách gọi là lỗi liệu như vậy, mà vẫn có những nghiên cứu mà sao nó vi phạm đạo đức. Vi phạm đạo đức tức là cái biện pháp này, cái phương pháp đó là phương pháp mới, rõ ràng chưa được ứng dụng trên đối tượng là con người, nhưng anh nhảy cóc để mà ứng dụng luôn hoặc là làm biện pháp có chỉ con người luôn. Đó. Thì đơn cử như các bạn có thể thấy là cái thời gian mà rất nhiều liên quan đến gì ạ, thông qua hội đồng đạo đức của gì ạ, đối với vaccine và tất cả các loại vaccine ở nhiều nước khác nhau, thông qua hội đồng đạo đức hoặc là bộ y tế hoặc là quản lý của tổ chức y tế thế giới, phải không ạ, rằng là ở giai đoạn một, giai đoạn hai này chỉ được thử nghiệm trên 1.000 người hay 10.000 người thôi, phải không ạ, chứ không phải là thử nghiệm hết tất cả toàn bộ trên cộng đồng đâu, cũng phải theo từng bước một đấy, để mà tuân theo cái quy định của hội đồng đạo đức đưa ra nhá. Bên cạnh đó cũng là cái sự chấp thuận của cái đối tượng nghiên cứu này, họ có đồng ý tham gia hay không, họ có đồng ý tham gia thử nghiệm đấy không. Các bạn có thể thấy là đối với vaccine Nanocovax này, đúng không ạ, thì một số thì họ cũng phải xin ý kiến chấp thuận của những đối tượng tham gia, đúng không ạ, anh đồng ý tham gia thì tôi sẽ tiêm vaccine cho anh, đó, và tôi theo dõi 3 tháng hay 6 tháng. Còn nếu anh không tham gia thì thôi, tôi không tiêm vaccine cho anh. Đó, không chỉ là Novavax mà tất cả vaccine các loại, Pfizer, rồi là AstraZeneca, hay là Verocell, và rất nhiều vaccine khác, hay Sputnik cũng vậy, cũng đều phải tuân theo như vậy cả. Đấy. Phải được sự chấp thuận của cái đối tượng đó thì họ mới tiêm, mới được phép và được quyền tiêm, chứ không phải là ép buộc hay là làm giả. Chẳng hạn tôi tiêm đây là một mũi nhau, không phải về vaccine COVID-19, có nghĩa là giấu thông tin đi, hoàn toàn là không được nhé. Thì tóm lại ở chỗ bạn, các tiêu chuẩn lựa chọn đầu tiên này, thì các bạn phải dựa trên 7 cái tiêu chuẩn, 7 cái tiêu chí như sau để xem nó là có vấn đề ưu tiên hay không. Thứ nhất là tính xác đáng, thứ hai là tính mới, thứ ba là sự chấp nhận của các bên có thẩm quyền, thứ tư là tính khả thi, thứ năm đó là sự ứng dụng, thứ sáu đó là tính bức thiết hay cấp thiết, và cuối cùng thứ bảy đó là cái vấn đề đạo đức của nghiên cứu đó hoặc là cái sự chấp thuận của cộng đồng hay của cá nhân đối với lại cái đề tài mà bạn nghiên cứu. Bảy cái tiêu chí này để lựa chọn vấn đề sức khỏe tiên. Bây giờ người ta sẽ đưa ra được 7 tiêu chí này, người ta sẽ cho điểm 7 tiêu chí như thế nào. Ở đây sẽ có điểm như sau. Mỗi một tiêu chí sẽ có một cái điểm nhá. Một tiêu chí một cái điểm thì sao? Đấy, tôi lấy ví dụ chẳng hạn như tính mới. Đấy, tiêu chí về tính mới thì cho một điểm nếu mà thông tin vấn đề này đầy đủ và đã có sẵn rồi. Đấy, cho 2 điểm nếu mà có một thông tin hay vấn đề này nhưng rõ ràng là chưa đầy đủ. Đấy, cho 3 điểm nếu mà chưa có thông tin nào về vấn đề này cả thì cho cái tiêu chí đấy 3 điểm, đúng không? Cho tiêu chí 3 điểm. Hay sự chấp nhận hoặc bên thẩm quyền. Đấy. Nếu chẳng hạn những chủ đề COVID-19 đưa ra thì bạn phải hay những chủ đề về những cuộc tiến bộ của bạn đưa ra, nếu mà chủ đề này ít được quan tâm cho 1 điểm. Nếu mà chủ đề này được quan tâm và chấp nhận nhưng chưa được đưa vào đề tài các cấp hay các cơ sở chưa quan thực sự quan tâm tới, chẳng hạn như vậy, cho 2 điểm. Đấy. Cho 3 điểm nếu chủ đề này được chấp nhận và hoàn toàn được đưa vào đề tài các cấp, được chấp nhận và được đề tài các cấp đưa vào nhé. Các bạn lưu ý đây, khi mà đề tài các cấp được đưa vào ấy, thì nó sẽ là được tuân thủ được cái hội đồng đạo đức cũng như là sự chấp thuận của cộng đồng. Đấy, cho 3 điểm. Đấy, hay là tính khả thi, ví dụ như tính khả thi. Đó. Cho 1 điểm nếu mà khó khả thi không thực hiện được với cái nguồn lực hiện có. Cho 2 điểm nếu có thể triển khai. Đấy, cho 2 điểm được triển khai và ưu tiên đầy đủ, ưu tiên và quản lý tốt các nguồn lực sẵn có. Cho 3 điểm nếu gì ạ, dễ dàng triển khai ngay cả khi vấn đề nghiên cứu không được ưu tiên đầu tư, tức là nghiên cứu đó rất dễ thực hiện nếu có đầu tư. Đấy, với chẳng hạn như các bạn thôi, vấn đề mà về cái tính khả thi bây giờ là nghiên cứu về thực trạng sử dụng hút thuốc lá trong sinh viên của lớp ta chẳng hạn. Đấy, bây giờ tôi điền Google Form thôi, những vấn đề đó thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được, tính khả thi rất cao bởi vì không cần phải gì ạ,
đầu tư kinh phí, nguồn kinh phí quá lớn, đúng không ạ? Đấy, không có phần kinh phí các bạn có thể triển khai được bằng cây nhà lá vườn. Các bạn điền đơn thu vào form, điền vào trong đó, phải không ạ? Đấy, các bạn hoàn toàn có thể lấy được cái thông tin. Đó, rồi được một vài cái tính ứng dụng, rồi là tính bức thiết của vấn đề. Đấy, mới cho bậc thang điểm là 3 điểm nhá. Với 1 điểm thế nào, 2 điểm thế nào, slide cũng sẽ thử cho các bạn, được chưa? Hai vấn đề là vấn đề đạo đức và sự chấp thuận của cộng đồng. Đấy. À, chẳng hạn như là một điểm, nếu mà có vấn đề đạo đức lớn, khó có thể được cộng đồng chấp nhận và cần được xem xét lại. Và cho đến 3 điểm, nếu mà vấn đề không có vấn đề gì đạo đức cả, nó không vi phạm vấn đề về đạo đức và được cộng đồng cũng như các đối tượng nghiên cứu chấp thuận. Đây, đây là cái bảng tổng hợp cách cho điểm ưu tiên và chọn chủ đề nghiên cứu. À, các bạn có nhìn rõ cái bảng này không ạ? Đã có. Ừ. Dừng lại cho bạn một chút nhỉ. Vừa nãy còn thấy nhiều bạn bật webcam, căm, bây giờ lại tắt hết webcam căm rồi. Nha. Đi đâu hết rồi? Ok, đây là 7 vấn đề nhé, 7 tiêu chí mà các bạn, chẳng hạn như cột đầu tiên là cái tên đề tài. Ở đây các bạn có 4 hoặc 5 tên đề tài các bạn viết ra, rồi so sánh với lại các cái tiêu chí mà trong cái bảng này. Đấy, tính xác đáng như nào, tính mới như nào, sự chấp thuận ra sao, khả thi ra sao, ứng dụng bức thiết đạo đức như thế nào. Các bạn cho điểm, sau đó là tổng điểm bao nhiêu. Cái vấn đề nào có cái tổng điểm thì cao nhất thì sẽ đưa vào trong nghiên cứu, sẽ các bạn sẽ thực hiện. Thế vậy thì nó sẽ xảy ra một cái câu chuyện như thế này. Tức là tổng điểm sẽ bằng nhau, có vấn đề thì tổng điểm sẽ bằng nhau. Vậy. Bây giờ khi tổng điểm nó bằng nhau, các bạn giúp tôi giải quyết như thế nào đây? Đó. Bây giờ tổng điểm, ví dụ tôi có vấn đề 1, vấn đề 2, tôi đều bây giờ tôi chấm được là đều tối đa được 21 điểm. Đấy. Thế vậy trong hai vấn đề này tôi sẽ chọn vấn đề nào đây? Vấn đề 1 và vấn đề 2 tôi đều chấm được hai tổng 21 điểm. Thế vậy bây giờ tôi sẽ phải chọn vấn đề nào? Chào các bạn. Nào, cả lớp chúng tôi chỗ này đi ạ. Nhưng mà bất kỳ nhé. Mời bạn Bạch Nhật Nam đi ạ. Thầy em nghĩ là nên chọn vấn đề có tính xác đáng cao. Vấn đề có tính xác đáng cao hơn. Tức là em sẽ dựa vào cái tiêu chí tính xác đáng để mà em sẽ đánh giá được chọn tiếp hai cái vấn đề này. Phải không? Vâng. Tại sao? Em thấy tại sao? Em thể giải thích tại sao được không? Tính xác đáng cao thì nó sẽ giúp mình tích nhiều hơn, tốt hơn. Tôi sao? Tức nó sẽ giải quyết nhiều hơn và tốt hơn à? Rồi, cảm ơn em. Tôi muốn một bạn khác nhé. Cho các bạn lựa chọn tiêu chí nào. Mời bạn Đỗ Mạnh Cường nhé. À, em thưa thầy thì em nghĩ là trong hai cái đề tài thì em nghĩ là mình sẽ chọn cái đề tài nào mà có số điểm của 7 cái tính xác này nó đồng đều hơn, chứ không phải là nó bị chênh lệch. Ví dụ như là tất cả các 7 cái tính xác này nó đều có 2 điểm là còn em thì em sẽ dễ chọn hơn là cái đề tài mà có tính chất 1 điểm mà có tính chất còn lại nó là 3 điểm. Tức là em thiên về cái sự đồng đều giữa các tiêu chí, chứ không phải là một cái tiêu chí này nó điểm thấp trong các điểm tiêu chí kia nó cao để nó gạch lại cái tiêu chí thấp kia, phải không? Em sẽ lựa chọn một cách đồng đều cái tiêu chí. Thì đó là hai cách giải quyết mà các bạn đưa ra cũng rất là đúng trong cái thực tiễn. Tức là một số người họ sẽ dựa theo một số cái tiêu chí quan trọng. Đấy, chẳng hạn như là ví dụ như bạn Lan bạn đưa ra là cái tính xác đáng, hoặc người khác lại đưa ra là cái tính đạo đức, đúng không?
Tại vì khi mà hội đồng đạo đức không thông qua thì cái đề tài nó sẽ ngừng đầu tiên. Đấy, đúng không ạ? Chả cần phải xét tính xác đáng, chả cần phải xét tính khả thi. Hội đồng đạo đức không cho phép thông qua rằng anh vi phạm đạo đức, rằng mà anh không thể làm lệnh số điểm đâu. Đấy, thì nó bị ngừng ngay, đúng không ạ? Hay là cái chấp thuận của chính quyền, đúng không ạ? Chính quyền không cho phép nghiên cứu, rõ ràng là anh sẽ phải dừng ngay từ bước đầu tiên rồi, chứ không nói đến vấn đề là khả thi hay là vấn đề gọi là bức thiết gì đó, đúng không? Đấy. À, thì có những người mà họ tùy theo những đề tài mà họ có thể dựa theo một hai cái tiêu chí đó. Đấy, ví dụ chẳng hạn như hội đồng đạo đức ok rồi, chấp thuận ok rồi, bây giờ thì xét thêm cái tiêu chí là khả thi rồi là bức thiết, đúng không ạ? Chính vì vậy thì có một cái trường phái thứ hai nữa là họ sẽ xét đều các cái tiêu chí rằng là với hai vấn đề nghiên cứu này tiếp tục họ đặt lên cái bàn cân với bảy cái tiêu chí đó và tiếp tục họ cho điểm cách chi tiết nữa thì sẽ lập ra được đâu là cái vấn đề nghiên cứu cần ưu tiên nhá, để cần ưu tiên và lúc đó thì họ sẽ chấm điểm làm sao cho cái việc là đầu tiên là phải hội đồng đạo đức thông qua đấy, chấp thuận hội đồng đạo đức, bởi vì khi mà không thông qua hội đồng đạo đức này thì rõ ràng là đề tài của bạn có đẹp thành các nguồn nghiên cứu hỗ trợ thế nào nữa thì đều bị ao luôn đấy, đều bị dừng lại luôn đấy. Trường hợp xấu nhất là có thể bị dừng lại và trường hợp có thể là phải chỉnh sửa lại cái vấn đề nghiên cứu đó để nó phù hợp với đồng đạo đức thì tiếp tục lại được thông qua, bắt đầu lại xét thêm cái khả thi, bắt đầu xét thêm cái mục tiêu đấy, thì lúc đó thì người ta cũng sẽ có những khi mà được xét đều hết tất cả mấy tiêu chuẩn rồi thì người ta sẽ đưa ra tiếp được cái đâu là vấn đề ưu tiên nhá. Ok, thì cái bảng này khi mà tôi giao bài tập về nhà ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ dựa theo cái bảng này và các bạn đưa ra 2-3 vấn đề nghiên cứu để so sánh nhá. Thì từ đó các bạn chọn ra được vấn đề nghiên cứu của cho bạn hay chủ đề nghiên cứu của bạn thì lúc đó các bạn mới đặt mục tiêu chủ đề đó nhá, chứ không phải đưa ra một chủ đề và đưa mục tiêu luôn đâu. Đấy, dựa trên cái bảng này của tôi các bạn đưa ra 2-3 chủ đề và các bạn chấm điểm tôi, các bạn sau đó tôi mới chọn ra chủ đề của bạn và mới biết mục tiêu. Ok nhá. Rồi, tôi nhắc lại một chút về cái cách viết tên đề tài nghiên cứu. Đấy. Thứ nhất là gì ạ? Gồm 3 cái tiêu chuẩn đầy đủ, ngắn gọn và hấp dẫn. Không nhất thiết phải có động từ nhá. Đồng chí Tình vừa nhắc đấy, đúng không ạ? Không nhất thiết phải có động từ đâu. Có thể là có cũng được, nhưng mà không nhất thiết phải có động từ. Và phải bao gồm 4 cái thành phần đầy đủ như sau cho tôi. Đó là ai, who, đúng không ạ? Cái gì, what, ở đâu, where, when, khi nào. Đấy, 4 cái bk này các bạn nhớ cho tôi. 4 cái bk này các bạn phải nhớ. Đấy, nhớ dễ đúng không ạ? Thì ở đây là ai, ở đâu, khi nào và cái gì. Tức là bạn nghiên cứu trên đối tượng nào, đó là đối tượng về sản phụ hay là đối tượng về trẻ em. Đấy, hay là đối tượng về nghiện chất ma túy. Bạn nghiên cứu về cái gì, bạn nghiên cứu về Covid-19 hay bạn nghiên cứu về bệnh lao hay bạn nghiên cứu về HIV hay là bạn nghiên cứu về bệnh trên bạn bè hay là bạn nghiên cứu về stress lao trầm cảm, được chưa? Bạn nghiên cứu ở đâu? Đấy, bạn nghiên cứu ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương hay là bạn nghiên cứu ở Cà Mau, thì có chính là hay là bạn nghiên cứu tại Hồ Chí Minh hay là bạn nghiên cứu ở Đại học Quốc gia đâu? Đấy, cái nơi của bạn là bạn tiến hành nghiên cứu của đối tượng đó, đúng không? Chứ không phải nơi nghiên cứu ở đây là nơi mà bạn ngồi bạn viết đề cương đâu, hiểu chưa? Nơi của bạn là lấy số liệu nghiên cứu đó nhé, rồi nó sẽ gắn liền với nơi của bạn lấy số liệu nghiên cứu, yeah. Rồi khi nào liên quan đến thời gian, đấy. Khi nào chúng ta đây là bạn hồi cứu số liệu đấy, hồi cứu tức là gì ạ? Chúng ta tiến về quá khứ, chúng ta hỏi lại các thông tin đó, hoặc chúng ta thu thập các cái thông tin bệnh án đã có của 2020, 2019, 2018, đấy thì nó được coi là hồi cứu, đấy. Hoặc các bạn nghiên cứu, tôi làm 2022, bắt đầu từ tháng 11, 2021, tháng 12, rồi tháng 1, 2022, 2023, 2024, đó được coi là nghiên cứu. Đúng không? Tức là tương lai nhá. Thời gian khi nào mà, bởi vì cái thời gian rất là quan trọng, đúng không? Nếu mà các bạn để thời gian nó xa quá, nhiều quá các bạn, nhiều khi không theo dõi, không khảo sát hết, đúng không? Liên quan tới cái tình khả thi, liên quan tới việc các bạn có thực hiện được những cái đó hay không nhá. Nhắc lại các bạn nhớ tôi 4 cái bên kép ở đây. Các bạn nhớ chỉ cần 4 cái bên kép này là các bạn nhớ được là tên hiện tại phải đảm bảo cái gì rồi. Đấy, hai này, cái gì này, ở đâu và khi làm. Đấy. Tiếp đến, tôi có một cái ví dụ như sau. Các bạn làm rõ giúp tôi 4 cái bên kép này.
Đấy, các bạn làm rõ tôi bốn cái kép này. Thứ nhất là cái lĩnh vực nghiên cứu về bệnh lao này. Đấy, tên tôi có một cái tên đề tài cụ thể ở đây. Đó là thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới bệnh nhân mắc lao phổi tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2014. Đấy, các bạn ở đây là tôi nghiên cứu chân ai đấy ạ? Bệnh nhân mắc lao phổi ạ? Đúng rồi, bệnh nhân mắc lao phổi. Chỉ cần trả lời ngắn gọn như vậy thôi là được. Tôi nghiên cứu cái gì đấy ạ? Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng và một số ảnh hưởng. Nếu các bạn trả lời đủ là thực trạng số yếu tố ảnh hưởng tới mắc bệnh nhân mắc lao phổi, đúng không? Được chưa? Nghiên cứu về cái bệnh lao phổi và nghiên cứu về thực trạng và nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng. Tôi nghiên cứu ở đâu vậy ạ? Rất rõ ràng Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội rồi. Đây là cái tên đề tài, nó rất rõ ràng bốn cái kép nên sẽ có những cái đề tài mà nó ẩn đi một trong những cái kép đó. Tôi nghiên cứu khi nào đấy? Năm 2014 ạ. Năm 2014 đúng không? Đấy, năm 2014 nhá. Rồi cũng có một cái nghiên cứu theo đó về những bức sức phép. Thì một bạn nào đó có thể đọc tên đề tài là phân tích cái thông tin kép được không? Sao? Một bạn nào đó có thể đọc tên đề tài tôi muốn tên kép. Tôi cho điểm cái này nhỉ? Có đâu cũng có điểm. Dạ em xin phép trả lời được không ạ? Ok, được. Em trả lời đi. Lĩnh vực nghiên cứu là sốt rét. Tên đề tài là thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sốt rét của cư dân tại các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2014. Ai ở đây là các cư dân ạ? Cái gì là thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sốt rét ạ? Ở đâu là ở các tỉnh miền núi phía Bắc ạ? Và khi nào là năm 2014 ạ? Rồi. Cảm ơn em. Bạn Yên phải không? Dạ vâng ạ. Ok. Rồi, tôi cho điểm luôn. Thầy ơi, thầy cho em hỏi một chút đấy ạ. Nãy giờ em phát biểu 3 lần, thầy có được tính điểm không ạ? Bắt đầu từ bây giờ, bạn tích cực trả lời. Ví dụ như bạn Yên một lần đọc cái câu này nó dễ, thì trước mắt tôi cho 8,5 là nhá. Mức điểm cao 9 điểm, 9,5 thì các bạn có thể trả lời thêm. Được chưa? Dạ thưa thầy, thầy cho em hỏi, nãy em là Tống Thị Mỹ Hạnh, nãy giờ em trả lời 3 lần đấy ạ. Thì em có được điểm không ạ? Đây, em trả lời cái câu hỏi tiếp theo đi, quan đến kiến thức đi, em phân tích cho thô cái đề tài thứ 3. Thưa thầy, vâng ạ, đề tài thứ 3 là thực trạng suy dinh dưỡng ở phụ nữ có thai. Thì ai ở đây là người phụ nữ, ở đâu? Thì là ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, thời gian là năm 2014 ạ. Và vấn đề đó là thực trạng suy dinh dưỡng ạ. Ok, rồi, cảm ơn em. Yên ở lớp IAIB nhỉ? Em ở IB ạ. IB, còn anh là lớp nào ạ? Dạ em cũng ở lớp IB ạ. Ok, vậy tốt. Đấy. Yên trả lời thêm những câu hỏi sau sẽ điểm cao hơn nhá. Yên 8,5 này, Hạnh đâu rồi? Ủa Hạnh này. Tổng thị mấy Hạnh rồi, trả lời rất nhiều câu hỏi khá là hiểu đúng không ạ? Tôi cho anh 9 điểm nhá. Kể cả anh muốn lớp điểm. Cảm ơn thầy ạ. Kể cả muốn lớp 9 điểm rưỡi hoặc thậm chí là 10 điểm thì các bạn cũng tích cực trả lời câu hỏi. Tôi không khó khăn gì trong việc cho điểm đâu, phải không ạ? Nên cái nhà lắm rồi, làm tăng rồi. Yeah. Ok, mời một bạn tiếp theo phân tích cho tôi cái đề tài nữa đi ạ. Tiêu chảy, trẻ em. Thưa thầy, em thử trả lời xem. Ok. Dạ, cái lĩnh vực nghiên cứu của đề tài này là tiêu chảy ở trẻ em. Tên đề tài cụ thể là tác dụng bổ sung sữa đậu lành vào khẩu phần ăn trong điều trị tiêu chảy ạ. Em thấy cái đề tài này thì câu hỏi đầu tiên là ai thì em chưa thấy được. Thì câu hỏi tiếp theo là vấn đề thì ở đây là nghiên cứu về vấn đề tác dụng và bổ sung một số đậu lành vào khẩu phần ăn ạ. Còn ở đâu thì cũng chưa có cái địa điểm và cụ thể ạ. Và khi nào thì em cũng đoán là
À, không phải đoán, em cũng thấy là chưa có cái thời gian. Rồi, cảm ơn cậu. Thế là ở đây sẽ thiếu rất nhiều, khuyết rất nhiều, phải không ạ? Dạ vâng. Nhưng mà phân tích thêm như này nhá. Tức là bạn phân tích là nghiên cứu cái gì và từ đấy đúng rồi, tác dụng bổ sung sữa đậu lành vào khẩu phần ăn. Đấy, nghiên cứu cái đấy. Thế còn đối tượng ở đây, theo các bạn, đối tượng các bạn khác để giúp công tìm ra đối tượng nghiên cứu ở đây là ai không ạ? Dạ em chưa thấy, dạ em chỉ tưởng là trẻ em ạ. Trẻ em, đúng, đấy là bạn đùa xuống thêm cho các bạn phần công đúng không? Ở đây trẻ em rõ ràng quyết định từ trẻ em cho cái liên đề tài này, nhưng mà rõ ràng chúng ta vẫn biết được, nếu mà không người khác không cần cho những cuộc nghiên cứu thì các bạn vẫn biết được là bổ sung sữa đậu lành và khẩu phần ăn có điều trị tiêu chảy. Ở đây là cái đối tượng là trẻ em nhá. Ở đây nó quyết đi một cái, đó là cái địa điểm và cái thời gian hai cái này quyết đi. Tôi muốn lấy ví dụ này để các bạn hình dung như này, không nhất thiết lúc nào trên đề tài cũng phải đảm bảo đủ 4 cái kép đó nhá, không nhất thiết. Nó có thể là 2 hoặc 3 trong 4 cái kép đó, ít nhất là 2 nhá, thường là khó mà có 1 lắm, phải không ạ? Khi mà có 2 ấy thì thường là những cái đề tài mang tính chất là rộng lớn, những đề tài cấp bộ mang tính chất là những cái tỉnh rộng lớn nhá, đề tài có thể cấp tỉnh hoặc là nói chung là đó là cái đề tài nó quy mô rộng lớn. Và ở đây có là khi cái địa điểm nghiên cứu họ không thể nào mà thể hiện hết được trên tên đề tài cả, họ sẽ phải gì ạ, thể hiện rõ ở phần gì, mục tiêu hoặc có thể là ở phần đối tượng hoặc phương pháp nghiên cứu. Đấy, trong cái chương 2 khóa luận này, hai chương 2 của cái đề tài này, họ sẽ thể hiện được cái đối tượng phương và phương pháp nghiên cứu. Thì trong đó thì sao ạ, thì họ sẽ nói đến những địa điểm. Đấy, họ sẽ chọn lọc ra địa điểm là ở huyện A, huyện B, huyện C, huyện D, huyện E, huyện F rất nhiều. Bởi vì các bạn có thể thấy rằng ở đây tác dụng bổ sung sữa đậu lành và khẩu phần ăn này, thì rõ ràng đây là một đề tài cần triển khai trên một quy mô rộng lớn, trên một quần thể rộng lớn. Đấy, thì có thể có nhiều địa điểm khác nhau, vậy nên họ sẽ phải bổ sung một phần chương 2 đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Ở đây tiếp tục họ lại khuyết mất cái thời gian, họ lại khuyết mất cái thời gian. Thì có nhiều đề tài, rất nhiều đề tài, không, họ không nói cái thời gian. Đặc biệt là các bạn là làm trên bên cái lĩnh vực lâm sàng này, hay là lĩnh vực sản khoa này, nhiều cái khuyết thời gian lắm. Và đó thì khuyết thời gian trên tên đề tài, nhưng họ cũng vẫn bổ sung chi tiết vào trong phần đối tượng phương pháp nghiên cứu, thì cũng được, không sao cả, không ai trách móc gì cả. Đấy, thì tôi muốn lấy ví dụ này của bạn là có thể khuyết được một trong các cái bên kép mà tôi đưa ra. Đấy, nhưng nó phải được bổ sung đầy ở trong phần đối tượng và phương pháp nghiên cứu nhá, đối tượng và nghiên cứu. Tôi muốn hỏi thêm các bạn một chút nữa, không biết là các bạn đã bao giờ cầm một cái khóa luận tốt nghiệp đến chưa, hay các bạn đã hình dung được là một khóa luận tốt nghiệp nó bao gồm các cái phần gì chưa? Em thưa thầy, em thưa thầy, khóa luận tốt nghiệp thì bao gồm đầu tiên phần đầu tiên là chính là tổng quan về đề tài nghiên cứu ạ. Phần thứ hai là trình bày phương pháp, các phương pháp nghiên cứu ạ. Phần thứ ba là sẽ trình bày kết quả nghiên cứu. Phần thứ tư là bàn luận và đề xuất, bàn luận và đưa ra đề xuất. Cảm ơn Mạnh. Mạnh có tham gia nghiên cứu rồi chưa? Em đang tham gia một đề tài nghiên cứu ạ. Đề tài nghiên cứu của một thầy cô nào đó đúng không? Vâng ạ. Làm về lĩnh vực gì? Làm về lĩnh vực y sinh phân tử ạ. À, thì rất là triển khai cho các bộ môn đó, y học cơ sở phải không? Dạ vâng ạ. Đó. Tức là các bạn có thể thấy là khi các bạn tham gia đề tài rồi thì những câu hỏi đó cho các bạn rất là dễ dàng. Đó các bạn. Bất kỳ một cái đề tài nào hay cả khóa luận tốt nghiệp nó cũng đều có cái kết cấu tương tự giống nhau. Như chỗ của Mạnh vừa đưa ra các nội dung đó hoàn toàn chính xác. Hay nói cách cụ thể hơn nữa, đúng một cách quá của nữa, thì đầu tiên là chương 1 và phần tiên là đặt vấn đề. Chương 1 là tổng quan, chương 2 đối tượng và phương pháp nghiên cứu, chương 3 kết quả, chương 4 bản luận và tiếp đến là kết luận và khuyến nghị. Đấy, chúng ta có 4 chương tất cả, 4 chương tất cả. Đấy. Ngoài cạnh cái chương đó thì chúng ta có cái phần mở đầu, phần kết luận thôi, phải không ạ? Giống như kiểu các bạn mô tả một bài văn này. Đấy. Khi bạn mở đầu xong thì bạn vào tổng quan đến chương 2 đối tượng và nghiên cứu, đến phần kết quả, đến phần kết luận, cần bàn luận và cái phần kết luận cuối cùng. Chúng ta có 4 chương nhá.
và cạnh cuốn chương đó chúng ta có mở đầu và chúng ta có cuối, chúng ta có kết thúc được bằng kết luận đó. Thì đây là một cái hình thức bất kỳ một cái đề tài nào cũng gần như là tuân theo cái hình thức đó cả nhá. Vậy nên thì trong cái tên đề tài nếu mà thiếu khuyết đi cái phần quen kép nào đó thì người ta sẽ bổ sung vào, thường bổ sung vào phần chương 2 nhá, là chương đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Đấy, họ sẽ bổ sung về cả địa điểm, rồi bổ sung về dáng, bổ sung về cả cái đối tượng nữa nhá, để làm rõ hơn cái đối tượng đó. Ok rồi, cái đề tài cuối cùng một bạn phân tích chúng tôi ạ. Em cho thấy đề tài cuối cùng là kiến thức và thực hành phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện của cán bộ y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2014 á. Đầu tiên ai thì là cán bộ y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ạ. Ok. Cái gì thì là kiến thức và thực hành phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện ạ. Ở đâu thì là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và năm là năm 2014 ạ. Rồi, hoàn toàn chính xác, đúng không ạ? Đấy, rất đơn giản thôi ạ, đúng không ạ? Bạn Vũ Thị Minh Anh phải không ạ? Dạ vâng ạ. Minh Anh lớp 3 hay lớp B nhỉ? Em ở lớp B ạ. Ok. Ta đâu trả lời nhỉ? Minh Anh. Tôi không tìm thấy Minh Anh ở trong danh sách lớp B mà các bạn gửi đi nhỉ. Tôi thấy Giang Anh, Kim Anh. Có thể tên em ở cuối danh sách ạ. À đây rồi. Ừ. Rồi, Minh Anh 8.5 nhé. Cảm ơn Minh Anh. Tức là các bạn phải phân tích cho tôi là 4 cái VK này. Đấy, 4 cái VK này. Nhưng lưu ý giúp tôi là có thể một trong các VK đó nó bị ẩn đi nhá, nó bị ẩn đi ở tên đề tài, ẩn đi ở tên đề tài thôi, nhưng mà trong cái nội dung, trong cái đề tài đó họ đều phải sâu ra hết nhá, họ đều phải sâu ra ở trong phần chương 2 đối tượng và phương pháp nghiên cứu, được chưa? Rồi. Sang đến phần mục tiêu nghiên cứu, chúng ta đã xong được cái phần phần cái tên đề tài. Các bạn nhớ tôi là với cái tên đề tài, các bạn nhớ tôi là cái quy tắc, cái tiêu chí 4PK nhé. Sang mục tiêu nghiên cứu là các bạn sẽ xong được cái phần bài ngày hôm nay. Thứ nhất, mục tiêu nghiên cứu là điều mà nghiên cứu viên mong đợi sau khi kết thúc một nghiên cứu, hay là những mốc mà họ cần đạt được sau nghiên cứu. Thế bây giờ thì tôi khái niệm ở trên slide như vậy thì cho các bạn có thể là khái niệm giúp tôi mục tiêu nghiên cứu một cách dễ hiểu nhất không? Mục tiêu nghiên cứu là cái gì? Và theo các bạn, mục tiêu nghiên cứu đó có quan trọng hay không? Theo em thì là mục tiêu nghiên cứu chính là cái câu hỏi nghiên cứu mà mình đặt ra và mình cần phải giải quyết nó trong cái nghiên cứu của mình. Và chính cái mục tiêu nghiên cứu này giúp cho mình định hướng nghiên cứu của mình để giải quyết các vấn đề mà mình đặt ra. Đúng rồi, định hướng nghiên cứu của mình giải quyết vấn đề mình đặt ra. Hay trong ngạn ngữ ấy thì là mục tiêu là gần như là cái kim chỉ nam cho những cái hành động, cái kế hoạch của mình. Thì mình lên kế hoạch, cái dự kiến một cái vấn đề gì đó thì mình phải đi theo mục tiêu đó. Khi mình lên kế hoạch mà khác đi lệch cái mục tiêu đó, tức là chúng ta sẽ đi lệch về rồi, lạc về rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? À, thì chúng ta sẽ cũng là về và đưa ra mục tiêu nghiên cứu rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Gần như là cái bước đầu tiên khi các bạn làm đề tài là đặt thực cho tôi là cái mục tiêu nghiên cứu là gì, hay là cái câu hỏi nghiên cứu này gì. Và tất cả các việc các bạn nào là đi tổng quan, nào là đi chương đối tượng phương pháp nghiên cứu, nào là kết quả, hay nào là bản luận, hay nào là kết luận, hay bất kỳ nội dung nào của cái đề tài đều phải đi theo cái nội dung nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu này. Và công việc đó, tất cả các công việc đó là các bạn đều phải trả lời những cái câu hỏi đấy. Mục tiêu nghiên cứu cần những cái câu hỏi nghiên cứu nhá. Vậy đó là cái kim chỉ nam để mà cái đề tài các bạn phải đi theo đó. Các bạn mà đi lệch là các bạn là hoàn toàn là làm sai nhá, không đúng, hoặc là chưa đạt được cái nội dung đưa ra.
Giống như vậy mà khi các thầy cô ngồi trong một đợt chấm khóa luận tốt nghiệp đại học, các thầy cô sẽ xem cái đề tài của mục tiêu nghiên cứu thứ nhất là đã phù hợp chưa. Sau đó các thầy cô mới mở tiếp các phần tiếp theo của các bạn, mới mở tiếp đến cái phần tổng quan rồi phương pháp rồi mở xem sao và kết quả. Rằng là cái anh này, cái chị này đã trả lời kết quả theo cái đúng mục tiêu đưa ra là nghiên cứu về tỷ lệ bổ đẻ hay chưa. Đấy, mà kết quả đấy anh lại toàn đi tính cái tỷ lệ đẻ thường hay là tỷ lệ là phóc xếp. Đấy, thì là chưa đúng cái mục tiêu. Đúng ạ, mà trong khi đó nó không nói đến cái tỷ lệ bổ đẻ. Thì hoàn toàn sao ạ? Chưa trả lời cái câu hỏi đấy. Chưa trả lời câu hỏi tỷ lệ bổ đẻ. Phải không? Đấy, hay đơn cử là mục tiêu của anh chị, của anh chị đấy đưa ra là tỷ lệ stress low trầm cảm. Thì trong kết quả mới đưa ra được cái tỷ lệ về stress và tỷ lệ lo lại chưa đưa ra cái tỷ lệ trầm cảm, đúng không? Thì rõ ràng cũng chưa đạt được mục tiêu đó mà mới chỉ trả lời được 2/3 mục tiêu. Thì rõ ràng là người khi đưa ra cái mục tiêu như thế là cái câu hỏi nghiên cứu là cái kim chỉ nam, anh em cũng là cái mà các thầy cô trong hội đồng khóa luận, trong khóa luận là để thầy cô ước lượng để xem rằng đề tài này, khóa luận này đã đạt được cái yêu cầu đưa ra hay chưa, đúng không ạ? Đấy, bởi vì mục tiêu là do các chị đưa ra mà, và rõ ràng là mục tiêu này phải có sự gì ạ? Thống nhất của thầy cô hướng dẫn rồi thì mới đi theo mục tiêu đó, đúng không? Thế bây giờ cũng trả lời mục tiêu đó hoặc hàm lượng không đủ để trả lời mục tiêu đó thì rõ ràng là khóa luận đó hay đề tài đó sẽ được đánh giá không cao, phải không? Nhá, chúng ta hãy rất lưu ý ở cái điều này, tức là khi bắt tay vào nghiên cứu đưa tên đề tài rồi, cái công việc quan trọng là mục tiêu nghiên cứu, nhá, là cái mục tiêu nghiên cứu, được không? Và là cái mốc cần đạt được sau cái nghiên cứu đó. Bây giờ cái phân loại mức độ của mục tiêu nghiên cứu thì người ta sẽ phân loại ra như sau. Đối với hai có hai mức độ, đó là cái mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, nhá. Cái mục tiêu tổng quát là những cái định hướng của đề tài nghiên cứu, thường trả lời câu hỏi để nghiên cứu để làm gì thế thôi. Đấy thì được coi là tổng quát. Đấy, còn mục tiêu cụ thể là gì? Mục tiêu cụ thể là những việc những cái nội dung gì mà phải đạt được để đạt được cái đích đặt ra, đó là cụ thể hơn, chi tiết hơn. Thì đối với một khóa luận tốt nghiệp đại học y dựa vào đó thì không cần thiết phải có mục tiêu tổng quát, mà các anh chị các bạn có đi thẳng vào mục tiêu cụ thể của tôi. Đấy, đưa ra một mục tiêu cụ thể cũng được, hoặc hai mục tiêu cụ thể được. Khuyến cáo các anh chị là đưa ra hai mục tiêu cụ thể nhé, thường là sẽ hai mục tiêu. Nhưng tôi thì ít nhất cũng được một mục tiêu, nhưng mà không khuyến khích là đưa ra một mục tiêu là ít quá, thường là sẽ có hai mục tiêu để đưa ra và đi thẳng vào mục tiêu cụ thể, rằng là nghiên cứu tỷ lệ bao nhiêu, đấy, rằng là nghiên cứu hiệu quả điều trị, đấy, chứ không nghiên cứu không trả lời, không cần thiết phải đưa ra cái mục tiêu là nghiên cứu này để làm gì nữa, nhá. Đi luôn vào cái thứ mà cần đạt được sau cái thứ đó. Thì đó, nghiên cứu như lúc đầu tôi hỏi các bạn là tuân theo quy tắc gì, đấy, lấy đơn cử bây giờ giới thiệu lại các bạn luôn, cái này hoàn toàn các bạn hay, đúng không? Đó là tuân theo quy tắc SMART, được chưa? SMART. Ở đây SMART là gì? Đây tôi nhắc lại cho các bạn với các từ tiếng Anh đây ạ, phải không ạ? Đấy. Thứ nhất là gì ạ? Tôi đọc tiếng Anh không phải là chuẩn lắm, nhưng mà tôi cố gắng giải thích cho các bạn từng này chỗ một để mà các bạn có thể dễ hình dung. Thì thứ nhất là specific, là tính cái tính cụ thể. Cái mục tiêu này cụ thể không hay là cái chung chung. Đấy, tôi lấy ví dụ tôi làm cái nghiên cứu là hiệu quả đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng ngừa hút thuốc lá. Đấy, thì các anh chị đưa ra với lại cái nội dung là sẽ sao mục tiêu thứ nhất là sẽ các bạn phải tìm hiểu là thực trạng hay là cái tỷ lệ hút thuốc lá hiện tại là bao nhiêu, đúng chưa? Đấy, mục tiêu thứ hai các bạn đưa ra là nâng cao các biện pháp phòng ngừa về nâng cao các biện pháp về phòng chống hút thuốc lá. Đấy, thì rõ ràng cái mục tiêu thứ hai nâng cao các biện pháp phòng chống hút thuốc lá nghe nó sao rất chung chung, đúng chưa? Nâng cao thì nâng cao từ bao nhiêu đến bao nhiêu, đúng không? Nâng cao bao nhiêu phần trăm? Đấy, nâng cao cái gì? Đấy, nghe rất chung chung. Đấy, cái nâng cao kia thì là mục tiêu tổng quát thì được, nhưng mục tiêu cụ thể thì hoàn toàn không được, hoàn toàn không được nhá. Mà các bạn có thể đưa ra là
nâng cao tỷ lệ phòng thực hiện biện pháp hoặc là nâng cao tỷ lệ không hút thuốc lá từ 45% lên đến 95%. Thì rõ ràng là cái tỷ lệ bạn đã nói rõ được cái tỷ lệ này, đúng không? Bạn đã nói rõ là bạn nâng cao từ 45% không hút thuốc lá lên đến 95%. Đấy, tức là bạn phải đạt được 95% sau khi thực hiện nghiên cứu này về không hút thuốc lá thì bạn mới đạt được mục tiêu, đúng không? Còn nếu mà nói nâng cao trước kia thì bạn nâng cao từ 45 lên 50 cũng gọi nâng cao, 45 lên 60 cũng gọi là nâng cao, 45 lên 70 cũng gọi là nâng cao, thậm chí 45 lên 46 cũng gọi là nâng cao, phải không? Đấy. Thế là mục tiêu đây nó phải cụ thể, cái nâng cao từ bao nhiêu? Đấy, tôi đây tôi nâng cao từ 45 đến 95%. Hoặc các bạn làm thì bạn sẽ cảm thấy là đặt ra mục tiêu nó dễ đạt hơn là 45 đến 75% chẳng hạn, đúng không? Như vậy, đấy. Thì mục tiêu nó phải cụ thể, được chưa? Specific. Tiếp đến thì mục tiêu sao ạ? Đo lường được. Đấy, chính là cái đo lường được tôi vừa nói với các bạn đấy, đúng không? Nếu mức nâng cao thì chúng ta đã chân trả đo lường được. Thì 45% lên đến 95% các bạn đã đo lường được chưa? Đấy, đúng không ạ? Bạn nâng cao đến 50% hoặc các bạn nâng cao 20%. Đấy, các bạn phải đo lường được. Mục tiêu nó phải đảm bảo tính khả thi. Tính khả thi. Thế bây giờ là tỷ lệ không hút thuốc lá là 45%. Tôi đặt ra cái mục tiêu là tôi nâng cao lên đến cái tỷ lệ này đến 95%. Đấy. Bạn khác, bạn ấy chỉ đặt mục tiêu để nâng cao đến 60% thôi. Thì theo các bạn thì mục tiêu nào sẽ khả thi hơn? 60 ạ. Từ 45 đến 60 chắc chắn là sẽ phải khả thi hơn từ 45 đến 95 rồi, đúng không ạ? Nhất là trong cái vấn đề không hút thuốc lá, phải không ạ? Đấy, thì nó cũng phải có tính khả thi nữa, chứ không phải là bạn cứ đưa ra con số bao nhiêu đo lường được, bao nhiêu là được đó. Phải khả thi nữa thì mới có thể đạt được. Rồi, mục tiêu nó phải đảm bảo cái hợp lý và hợp pháp. Đó là rồi, phải tuân theo cả cái quy tắc của hội đồng đạo đức ạ, đúng không? Vấn đề đạo đức nghiên cứu. Rồi, trong mục tiêu là cần phải có phạm vi thời gian. Đấy, timely này, là cần có phạm vi thời gian. Đây, các bạn biết. Chẳng hạn như tôi nâng cao cái tỷ lệ không thuốc lá từ 45% lên 60%, khả thi rồi nhá, được chưa? Và tôi thực hiện cái, tôi đưa ra phạm vi là trong vòng 1 năm, từ 45% lên đến 60% trong vòng 1 năm. Có bạn khác, bạn lại đưa ra từ 45% lên 60% trong vòng 6 tháng. Đấy, trong vòng 6 tháng. Đấy thì đấy là nói đến cái vấn đề phạm vi thời gian, tức là trong 6 tháng thì tôi cũng thực hiện được cái nâng cao này, và trong 1 năm thì tôi cũng thực hiện được việc nâng cao lên từ 45 đến 60, đúng không? Thì rõ ràng là nếu mà anh thực hiện được trong vòng 6 tháng thì anh nâng cao được cái từ 45 đến 60 là sẽ tốt hơn trong vòng 1 năm đến 90, đúng không? Tiết kiệm về thời gian này, nó tiết kiệm về tiền bạc, tiết kiệm về nguồn lực này, đấy, tiết kiệm về nguồn nhân lực của con người này, phải không? Thậm chí có thể tiết kiệm về hệ thống trang thiết bị, phải không? Đấy. Tuy nhiên thì không có bạn đưa ra như thế này nữa. Nâng cao cái tỷ lệ không hút thuốc lá từ 45% lên 60% trong 3 tháng. Nghe rằng là cái mục tiêu này nếu mà trong 3 tháng thực hiện được là tốt quá, quá là tuyệt vời. Nhưng theo các bạn thì liệu nó lại quay về với cái tính là liệu có khả thi không? Liệu có khả thi không ạ? So với lại 6 tháng 1 năm kia. Theo các bạn liệu có khả thi không? Không ạ. Bởi vì là trong vòng cũng một cái khối lượng công việc đấy tôi cho người ta làm trong 3 tháng rất là khó khăn, là khó hơn rất nhiều là 6 tháng chúng ta có đơn giản thời gian để chúng ta làm, đúng không? Có thể là sang 1 năm nữa thì lại nhiều thời gian quá thì đôi khi không được. Thế vậy nên chúng ta cần phải có phạm vi thời gian, và cái phạm vi này nó phải phù hợp với lại cái mục tiêu đó, nó phù hợp với khối lượng công việc mà chúng ta cần phải đạt được. Thế thì trong cái tên đề tài các bạn tuân theo với tôi là cái 4 W, ai ở đâu cái gì và khi làm. Đấy. Trong cái mục tiêu thì các bạn tuân theo với tôi là cái SMART, được chưa? Đấy, nguyên tắc của 5 cái chữ cái đầu là specific, đây cụ thể, đúng không? Measurable, đo lường, ước lượng được, đúng không? Achievable, tính khả thi, tính khả thi, và reasonable, tính hợp lý của pháp. Cái thứ năm là T, nó theo gì, thì là lên cần có phạm vi thời gian. Đấy, được chưa? Rồi, thì sau đây là một cái ví dụ về mục tiêu nghiên cứu. Bây giờ tôi có tên đề tài như này,
nhu cầu đào tạo y khoa liên tục và mức độ đáp ứng của bệnh viện Bạch Mai năm 2016. Dạ, trước hết tôi mời một bạn này, mời một bạn phân tích cho tôi là cái tên đề tài này cũng đúng với các bạn. À, các bạn phân tích cho tôi đi ạ. Rồi, để tôi gọi ngẫu nhiên nhá. Mời bạn Đỗ Thu Hằng. Bạn Hằng có đây không? Dạ em có. Em phân tích giúp mình cái 4 vị kép trong cái tên đề tài này đi. Em nghĩ là trong cái đề tài này thì cái phần đầu tiên là thu thì em chưa thấy. Cái thứ hai là cái vấn đề ở đây là nhu cầu đào tạo về y khoa và mức độ đáp ứng của bệnh viện Bạch Mai ở đâu, là ở tại bệnh viện Bạch Mai và khi nào, là vào năm 2016 ạ. Rồi, cảm ơn Hằng rất nhiều. Tức là bạn đã phân tích được 3 cái VKF, còn một cái VKF nào bị ẩn đi ở đây nhỉ? Cái phần thu ấy ạ. Phần thu thì là 2, phải không? Rồi, cảm ơn Hằng rất nhiều. Thế bạn nào có thể giúp đỡ hay hỗ trợ được Hằng tìm được là chúng ta nghiên cứu về đối tượng nào hay không? Thưa thầy, em xin phép trả lời ạ. Mời em. Em thưa thầy là vấn đề ai nhu cầu đào tạo y khoa thì sẽ là học viên, sinh viên và những người trong cán bộ y tế có nhu cầu học lên ạ. Chính xác, đúng ạ. Dừng lại đây một chút, nhu cầu đào tạo y khoa liên tục, tức là những cái đối tượng, tại vì các bạn chưa biết là y khoa đào tạo liên tục nên các bạn chưa rõ. Thì đối với đào tạo liên tục thì thường là dành cho những đối tượng là đã là tốt nghiệp y dược rồi nhá, tốt nghiệp dược rồi ra trường và đi làm. Đấy, thường là như thế. Đôi khi có một số chương trình có thể các bạn sinh viên có thể tham gia, có thể nhá, nhưng sẽ không cấp chứng chỉ, mà có thể là cấp chứng nhận hoặc là một cái khóa để tham gia thôi. Họ quyết đi một cái là nhu cầu đào tạo liên tục, nhưng mà đây ai là nhu cầu? Có phải là bác nông dân phải nhu cầu không? Không phải, đúng không? Có phải là kỹ sư kỹ thuật viên là cái, có phải là kỹ sư xây dựng không? Cũng không phải. Y khoa liên tục mà thì rõ ràng là nhân viên y tế, phải không ạ? Nó đơn cử là nhân viên y tế thôi, đúng không? Rồi, cảm ơn em, tiếp tục ạ. Còn cái đối tượng nào không ạ? Để tôi mở lại. Tiếp tục, còn đối tượng nào không ạ? Ngoài đối tượng nhân viên y tế, các bạn còn thấy đối tượng nào nữa không? Thưa thầy, là các bệnh viện ở tuyến cơ sở và tuyến dưới ạ? Chưa đúng. Bác sĩ đào tạo. Bác sĩ đào tạo. Đúng không? Bác sĩ đào tạo của em nó có thể ở đây nữa là tại bệnh viện Bạch Mai. Đấy, mức độ đáp ứng mà, phải không ạ? Thì đây là nói đến vấn đề là đáp ứng cái nhu cầu đó, đáp ứng nhu cầu đào tạo đó thì phải có giảng viên, phải có bác sĩ được đào tạo thực hành, đúng không ạ? Đấy, xem là bao nhiêu là đối tượng, bao nhiêu là giảng viên, đúng không ạ? Học hàm tiến sĩ rồi là từ thạc sĩ, bao nhiêu, đúng không ạ? Đấy, rồi bao nhiêu chuyên ngành rồi, bao nhiêu chuyên ngành nhi, bao nhiêu khoa, phải thống kê lại, đúng không ạ? Bao nhiêu người là đáp ứng là giảng viên của khóa đào tạo liên tục học, đúng không? Đối với khóa đào tạo liên tục thì phải cũng có cái tiêu chuẩn phải cho giảng viên, tức là họ phải học qua cái chứng chỉ phương pháp sư phạm y học rồi, hoặc sơ chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng, họ mới được đào tạo cái lớp đó. Đấy, thế nên là ở đây đối tượng ở đây cũng là những giảng viên hoặc là các bác sĩ đào tạo thực hành tại bệnh viện Bạch Mai này. Ngoài ra các bạn còn thấy đối tượng nào nữa không, hay cái chủ thể nào chúng ta cần nghiên cứu không ạ?
thể nào mà chúng ta cần nghiên cứu đúng không? Các bạn nghĩ sâu vào cái nội dung về mức độ đáp ứng ấy. Có phải là chỉ mỗi các bác sĩ hay là các giảng viên đào tạo lâm sàng đấy không, mà còn phải những đối tượng này chủ thể như nào nữa? Em thấy là cơ sở vật chất đó. Bệnh nhân đúng rồi, cơ sở vật chất nhá, cơ sở vật chất bệnh nhân thì không hẳn liên quan nhiều đến chủ đề này đâu ạ. Đấy, cơ sở vật chất đấy, tại vì đây là mức độ đáp ứng này nhá, thì cái cơ sở vật chất bao gồm cả trang thiết bị này, rằng là ở bệnh viện Bạch Mai có đủ cái điều kiện cho các cái phòng học về đào tạo y khoa liên tục không, đủ cái trang thiết bị giảng dạy thực hành hay không đấy, hay là đủ các cái tài liệu đối với những trình đào tạo y khoa liên tục này cũng cần phải có tài liệu riêng chứ không phải là những cái quyển sách có sẵn đâu ạ. Nó phải có cái tài liệu riêng, chương trình riêng, tài liệu riêng đó nhá, rồi là các bài kiểm tra cũng riêng hơn chứ không phải là tập trung đâu ạ. Tức là đây có trang thiết bị về cơ sở vật chất được chưa đấy, thậm chí nó có thể là những cái quy trình quản lý lớp ở bệnh viện Bạch Mai này, đối với lại việc mà quản lý lớp đào tạo y khoa liên tục thì họ quản lý thế nào đúng không ạ, họ quản lý trên danh sách điện tử hay là họ quản lý theo gì các một cách truyền thống đúng không ạ. Đó thì đó là những cái nằm trong các bạn cứ phân tích ở trong cái nội dung nghiên cứu của mình ấy, thì liệu là những cái đối tượng nào liên quan tới được chưa. Đó, thì rõ ràng ở đây là cái đối tượng về ghép ban đầu là u ai hoàn toàn là đi, nhưng các bạn đã phân tích được ra cho tôi là ai ở đây phải không ạ. Đấy rồi, bây giờ các bạn tính với tôi, tôi sẽ đưa ra cái mục tiêu. Tại vì ở đây là ví dụ thì tôi sẽ đưa ra mục tiêu cho các bạn trước, sau đó những cái bài tập về sau các bạn tôi sẽ hỏi thì các bạn có thể là trả lời để lấy điểm nhé. Đối với lại tên đề tài là nhu cầu đào tạo y khoa liên tục và mức độ đáp ứng của bệnh viện Bạch Mai năm 2016, tôi có hai cái nội dung nghiên cứu lớn, đó là nhu cầu đào tạo y khoa liên tục và hai là cái thứ hai đó là mức độ đáp ứng của bệnh viện Bạch Mai về cái nhu cầu đào tạo này, đúng không? Thế nên tôi có mục tiêu thứ nhất là gì ạ? Mô tả đấy, bắt đầu một cái mục tiêu nghiên cứu thì các bạn thường nên có một cái động từ nhá, mô tả nhu cầu đào tạo y khoa liên tục của học viên tham dự tại bệnh viện Bạch Mai năm 2016. Đó là chưa? Đấy, mục tiêu đó là chưa? Đấy, có thể tôi ẩn cái đối tượng ở trên tên đề tài, nhưng tôi nói rõ đối tượng của mục tiêu được không? Hoàn toàn được nhá. Mà thậm chí tôi không có đối tượng mục tiêu, tôi có thể nói rõ ở gì ạ? Trong chương mấy nhỉ? Trong chương mấy vừa tôi vừa đặt cho các bạn ạ? Trong chương mấy của cái đề tài thảo luận nhỉ? Chương 2 ạ, chương 2. Chương 2, ok, mục tiêu nhất đây là mô tả nhu cầu đào tạo y khoa liên tục của học viên tham dự tại bệnh viện Bạch Mai năm 2016, rất đầy đủ nhá. Mục tiêu thứ hai, mục tiêu nhất tôi mới chỉ đáp ứng một nửa thôi, đúng không? Thế bây giờ tại vì mục tiêu cụ thể nó phải khái quát hết được cái tên đề tài. Thế mục tiêu thứ hai, đánh giá mức độ đáp ứng của bệnh viện Bạch Mai với nhu cầu đào tạo y khoa liên tục của học viên năm 2016, đúng chưa? Đấy, đúng chưa? Đấy, với cái việc ở đây là cái chủ thể, đây tôi lấy luôn cả chủ thể là Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai thì bao gồm cả giảng viên, bao gồm cả trang thiết bị cơ sở, bao gồm cả quy trình quản lý trung học, bao gồm hết đó. Nói chung để mà nói rõ hơn thì đối tượng ở trong cái bệnh viện Bạch Mai tôi lấy những đối tượng nào tôi lại nói rõ ở trong chương 2, đúng không ạ? Người ta sẽ làm rõ trong đấy chứ không cần thiết phải làm rõ ở trong cái phần này đâu ạ. Phần này người ta sẽ nói đến cái đối tượng chủ thể chung thôi nhá. Và thứ hai người ta sẽ nói đến cái tiêu chuẩn lựa chọn nữa cơ, tiêu chuẩn loại trừ cơ. Đấy, tại vì không phải là đối tượng nào là bác sĩ ở Bạch Mai cũng đã lấy vào được, không phải đối tượng nào giảng viên Bạch Mai cũng lấy vào được, không hẳn. Đấy, mục tiêu thứ hai là đánh giá mức độ đáp ứng của bệnh viện Bạch Mai với nhu cầu đào tạo y khoa liên tục của học viên năm 2016. Được chưa? Khi đọc hai mục tiêu này lên, các bạn có thấy nó khái quát hết tất cả tên đề tài nghiên cứu của chúng ta chưa? Các bạn có thấy thiếu chỗ nào không? Các bạn có thấy thiếu không? Em thấy hợp lý rồi ạ. Rồi hợp lý đủ rồi là ok. Rồi tôi cũng thấy hợp lý mà tôi cũng thấy đủ rồi. Bây giờ sang cái câu hỏi nhá, sang câu hỏi để các bạn thực hành nhá. Rồi, đây, bài tập số 1. Một bạn phân tích cho tôi 4 viết kép đi. Tập phân tích cho tôi 4 viết kép đi. Bài tập số 2.
Hiền nha. Mời bạn Đặng Tuấn Long kìa. Đặng Tuấn Long qua đây không? Alo, thầy nghe thấy không ạ? Ờ, mình nghe thấy rồi. À, vâng. Ừ. Em phân tích tình 40 kép của cái tên đề tài này đi. Vâng, à, thì... Đó là về... nghiên cứu... à, nghiên cứu căn nguyên gây viêm phổi liên quan đến thở máy và hiệu quả dự phòng biến chứng. Ok. Tiếp nhận. Nghiên cứu cái gì rồi? Nghiên cứu của ai đấy ạ? Nghiên cứu của... Nghiên cứu đến đối tượng nào đấy ạ? Nghiên cứu đến những người bị viêm phổi ạ. Viêm phổi và thở máy, phải không? Vâng, vâng, đúng rồi. Thở máy, ừ. Ai rồi, cái gì rồi? Nghiên cứu ở đâu đây? Nghiên cứu này thì em nghĩ chắc là ở bệnh viện và phòng... À, nó chắc ở bệnh viện, phòng bệnh. Có thể là bệnh viện nhưng mà chúng ta chưa biết rõ là địa điểm là bệnh viện nào, phải không ạ? Đấy, nếu có thử máy thì thường là bệnh viện. Ở địa điểm, thời gian thì em cũng không xác định được ạ. Ừ, thời gian không xác định được, nó bị khuyết đi. Thế thì em có thể đưa ra mục tiêu cho mình ở chỗ này không? Em có thể đưa ra mục tiêu không? Có nghĩ được chưa? Hay là nhờ được hay là để các bạn khác hỗ trợ? Cái này thì em chưa nghĩ được. Cảm ơn Long. Vậy mình mời các bạn khác hỗ trợ cho Long đưa ra mục tiêu của cái nghiên cứu này có được không ạ? À, có thể đưa ra mục tiêu được không ạ? Thưa thầy, để em thử đến mục tiêu với cái bài tập này ạ. Tôi cho các bạn ăn 3 phút đi. Đấy, đối, bài tập này có vẻ hơi khó một tí đấy, đúng không ạ? 3 phút nhé, sau đó tôi gọi ngẫu nhiên nhé. Bạn Phương trả lời được hả? Phương có trả lời được không? Này thấy, giơ tay xuống rồi. Bạn Hàng trả lời được không? Trước đây có 3 bạn này, bạn 4, 5, 6, à, nhiều bạn rồi ạ. Đỗ Thu Hằng, vừa thấy Đỗ Thu Hằng giơ tay, mời bạn Đỗ Thu Hằng nào. Em thưa thầy, với cái đề tài này thì em xin phép đưa ra hai mục tiêu. Cái đầu tiên là em mô tả cái căn nguyên gây viêm phổi liên quan đến thở máy. Và thứ hai, chúng ta sẽ đánh giá cái hiệu quả dự phòng biến chứng này bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn. Cảm ơn em. Bạn đưa ra với mục tiêu như thế là cũng hoàn toàn phù hợp với cái tên đề tài của nghiên cứu đưa ra. Tên đề tài nghiên cứu đưa ra. Dạ, cũng hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên thì tôi cũng lấy một số ý kiến của bạn khác. Chúng ta sẽ xem đã, rồi tôi mới đưa ra kết quả cuối cùng. Cảm ơn Hào. Sau đó chúng ta sẽ đưa ra kết quả cuối cùng và tôi sẽ cho điểm nhé. Bạn nào có ý kiến khác hay bổ sung thêm đại quả không? Thưa thầy, em có đưa ra cái mục tiêu tên hơi khác một chút ạ. Mấy câu. Thưa thầy, mục tiêu thứ nhất là mình xác định cái căn nguyên gây viêm phổi liên quan đến thở máy ạ. Mục tiêu thứ hai là mình mô tả cái sự hiệu quả dự phòng và dự phòng biến chứng này bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn ạ. Cảm ơn công. Tức là đây công có thay đổi cái gì ạ? Thay đổi cái động từ bắt đầu mục tiêu, đúng không? Hằng thì đưa ra mục tiêu thứ nhất là mô tả, còn công thì đưa ra là xác cái căn nguyên, đúng không? Đấy. Rồi, thế mà hai bạn có sự khác nhau một chút. Bạn nào cũng đúng không? Em thưa thầy là em bổ sung ạ. Là sau khi đánh giá hiệu quả của cái dự phòng biến chứng bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn ạ, thì sau đó mình sẽ, sau khi đánh giá xong thì mình còn đề xuất các phương pháp, để em bổ sung thêm là phần đề xuất các phương pháp khác.
Tức là mục tiêu thứ ba là em đề xuất các phương pháp khác phải không ạ? Ví dụ vậy. Yeah. Ok, cảm ơn em. Đó cũng là một cái ý kiến mà chúng ta cần học cả. Rồi, bạn nào có ý kiến khác nữa không ạ? Mời bạn Hoàng Anh. Em thưa thầy là em chưa nghĩ ra. Đấy cho tay. Rồi bạn Mạnh. Dạ em vừa trả lời rồi ạ. À Mạnh vừa rồi cái là đề xuất thứ 3 đúng không? Ok. Rồi bạn Tú Trinh. Dạ em thưa thầy là hai mục tiêu của em là mục tiêu đầu tiên là xác định căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi ở bệnh nhân thở máy. Còn mục tiêu thứ hai là đánh giá hiệu quả của phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn để dự phòng viêm phổi bệnh nhân thở máy. Cảm ơn bạn Tương Trinh, tức là bạn đưa ra là với cái mục tiêu thứ nhất là cũng giống với bạn Công, nhưng mà mục tiêu thứ hai bạn thay đổi cái động từ, đúng không ạ? Thay đổi động từ bằng từ đánh giá. Rồi, cảm ơn bạn Tương Trinh. Rồi, ok, vậy bạn nào có ý kiến khác nữa không trước khi tôi đưa ra đáp án không? Không bổ sung gì nữa không? Thấy bạn nào giơ tay? Rồi bạn Yên, mời bạn Yên. Em thưa thầy là em bổ sung thêm để là cái mục hai cái mục tiêu thì em đồng ý với cả các bạn rồi, nhưng mà em bổ sung thêm là ở đâu và thời gian ạ? Bổ sung thêm ở đâu và thời gian. Chỗ này sẽ làm rõ hơn là cái thời gian và cái nghiên cứu ở đâu đúng không ạ? Ok, tức là ở đây các bạn cũng đã phát hiện ra khá nhiều vấn đề rồi đây đúng không ạ? Khá nhiều vấn đề. Bạn Phương còn ý kiến gì nữa không ạ? Thì bạn Phương giơ tay. Ok, vậy chúng ta cùng so sánh với đáp án của tôi nhé. Đáp án của tôi mang tính chất là tham khảo của tôi, được chưa? Được chưa? Đây, tôi đưa ra một cái phương án như thế này. Nhưng mà các bạn lưu ý nhá. Bây giờ cùng với cái đáp án của tôi và cùng với lại những cái phương án mà các bạn đưa ra thì các bạn thấy như thế nào là hợp lý nhất nhá. Thứ nhất là xác định căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi ở bệnh nhân thở máy. Đấy. Đầu tiên là chúng ta cái này thì giống với lại với cái động từ này thì giống với lại của bạn bạn Công này, giống với bạn của bạn Tú Trinh này, đúng chưa? Xác định. Đấy. Tức là chúng ta đi tìm căn nguyên vi khuẩn máy thì chúng ta không cần dùng, chúng ta dùng từ mô tả cũng được nhưng nó không tốt bằng cụm từ là xác định. Từ là xác định. Đấy, không biết là trong cái buổi học lý thuyết là ở bài của thầy Du là thầy có cung cấp cho bạn là các cái động từ không để mà thường đưa ra cũng đã đặt mục tiêu không ạ? Nếu mà chưa tôi sẽ gửi cho qua, được chưa? Đấy thì đối với cái này chúng ta đi tìm một cái gì đó, chúng ta đi tìm một nguyên nhân hay chúng ta đi tìm một yếu tố nguy cơ gì đó đang đi tìm nhá, chứ không phải là mô tả đúng không? Thì chúng ta nên dùng từ là xác định, tức là chúng ta làm nó gì ạ? Rõ ràng lại cùng bạn ra. Tìm nó mà chúng ta đang tìm nó thì chúng ta cần xác định, được chưa? Thì đây mục tiêu nhất là xác định căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi ở bệnh nhân thở máy nhá. Mục tiêu thứ hai thì chúng ta bắt đầu từ động từ đánh giá, đúng không ạ? Đánh giá hiệu quả, đối với hiệu quả thì chúng ta cần đánh giá nhá. Thì hoàn toàn là bạn Trinh đưa ra là bạn đúng, tức là chúng ta đưa ra đánh giá. Thì chỗ này thì bạn Công thì đưa ra là mục tiêu thứ hai bạn mô tả thì lại là sai, thì lại không hợp lý. Đấy, còn các bạn Hằng mục tiêu thứ hai này thì bạn đưa ra là đúng. Bạn cũng nói đến cái hiệu quả nhưng mà chưa đưa ra đầy đủ, bạn để hiệu quả không cũng được, không sao cả. Đấy, bạn đưa ra hiệu quả không cũng được, nhưng mà đối với mục tiêu thứ nhất thì bạn Hằng thì là phải chưa đúng lắm, bạn lại đưa ra mô tả, phải không ạ? Thì đây chúng ta nên đưa ra là đánh giá hiệu quả của phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn để dự phòng viêm phổi ở bệnh nhân thở máy. Đấy, để dự phòng viêm phổi ở bệnh nhân thở máy hoặc là dự phòng biến chứng của bệnh nhân này cũng được, tức là những đối tượng trên, được chưa? Thì ở đây bạn nào nhỉ, bạn Yên, bạn phát hiện ra thêm một cái, có nghĩa là chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ là thời gian và địa điểm. Đấy. Tuy nhiên thì ở đây tôi đang lược đi thời gian và địa điểm bởi vì cái này có thể lấy mẫu cho tất cả các bạn. Các bạn nếu mà ứng dụng tại bệnh viện phổi Trung ương thì bạn đưa cho tôi thêm thời bệnh viện phổi Trung ương và bạn làm năm 2021, bạn đưa thêm thời gian vào đấy, bạn ghép vào cho tôi. Hoặc là bạn làm ở bệnh viện lao phổi vào đội phổi Hà Nội thì bạn đưa cho tôi tại địa điểm bệnh viện phổi Hà Nội đúng không ạ? Và đưa thêm thời gian là có thể là 2022 hoặc là hồi cứu 2019. Đấy, thì cái đấy là bạn có thể lắp ghép mà, được chưa?
Thế nên trong một cái đầy đủ hoàn toàn các bạn trong cái đề này các bạn phải đưa ra được là cái gì ạ? Với cái cụm động từ là xác định và đánh giá, và đưa tiếp chúng tôi nữa là cái gì ạ? Cái địa điểm và cái thời gian nhá, tùy các bạn lựa chọn đó. Thì ở đây là bạn Tú Trinh trả lời gần như là đúng nhất với các cái tên đúng không ạ? Tú Trinh 8,5 nhá. Em có thể nó hoàn toàn có thể là nâng cao điểm ở trong những cái câu hỏi khác nữa được không ạ? Được không Tú Trinh? Dạ vâng ạ. Ừ. Tú Trinh chắc là được A. Dạ vâng ạ. Rồi chúng ta đi một bài tập tiếp. Đây, tôi có một cái tên đề tài như sau: đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tác động thai kỳ đối với bệnh viêm gan B mãn tính ở phụ nữ mang thai. Đấy, mang thai. Giờ đây tôi mời một bạn phân tích chúng tôi là cái bốn cái kép ở đây là gì? Thầy, em không trả lời. Ừ, mời em. Thầy em nghĩ ở đây ai sẽ là người phụ nữ bị viêm gan B và mang thai, và vấn đề là đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tác động của thai kỳ đối với viêm gan B mãn tính ở phụ nữ. Ừ. Còn thời gian và ở đâu thì mình cũng chưa xác định. Ừ. Thời gian ở đâu chưa xác định đúng không? Cảm ơn em có thể đặt mục tiêu cho cái đề tài này không? À, em nghĩ mục tiêu ở đây là thứ nhất là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của gì ạ? Của phụ nữ mang thai bị gan B mãn tính ạ. Đúng rồi. Cảm ơn em. Mô tả là tiền lâm sàng và cận lâm sàng của phụ nữ mang thai viêm gan B mãn tính, phải không ạ? Các bạn ở đây một chút thì năm trước một số bạn là chưa phân biệt được các bạn đặt cả là đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của thai kỳ nữa cơ, đúng không ạ? Đấy, nghe rất buồn cười, nó cũng đúng, phải không ạ? Thứ nhất là mục tiêu là đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của phụ nữ mà đang mang thai mắc viêm gan B mãn tính, đúng không? Địa điểm và thời gian thì tùy nhé, các bạn có thể đưa thêm vào. Đây tôi đưa ra cái phần chính thôi. Có thể là bạn làm một sản B, cái sản C gì đó, đúng không? Đấy. Rồi, mục tiêu thứ hai, mời em. Mục tiêu thứ hai là em dùng từ nghiên cứu liệu có chung không? Giờ ngắt này, cho lại một khoảng một chút. Cái từ nghiên cứu ấy rất rất nhiều các đề tài khác nhau, cứ đưa cái từ nghiên cứu vào thì đúng là chẳng sai một cái gì cả đấy, nhưng hạn chế theo quan điểm của tôi cũng như nhiều các tác giả khác mà đọc rất nhiều cái đề tài mà bây giờ người ta dùng hạn chế dùng từ nghiên cứu lắm, bởi vì nghiên cứu nghe nó chung chung cái thì chẳng nghiên cứu đúng không, chúng ta làm nghiên cứu đề tài thì nó là nghiên cứu còn gì nữa đấy, bây giờ chúng ta phải mô tả, chúng ta phải xác định, chúng ta phải đánh giá đấy, phải không ạ? Thậm chí chúng ta phải đi tìm hiểu, đi xác định cái yếu tố quan. Đấy, chứ phải cần cái động từ nó cụ thể hơn nữa so với mục tiêu. Đấy. Khi vào mục tiêu của chúng ta sẽ dùng từ nghiên cứu. Em có thể dùng mục tiêu thứ hai, em có thể đặt nội dung như thế nào không ạ? Em nghĩ là mình sẽ xác định tác động thai kỳ đối với phụ nữ bị viêm gan B mãn tính. Phụ nữ mang thai, đúng không ạ? Chỉ nếu mà phụ nữ không thì không đủ. Quên là chỗ này, đúng không? Phụ nữ mang thai, phải không? Em là cái chữ thai kỳ là thay cho việc là thai kỳ thay là đấy, rồi. Thai kỳ là thay cho đấy, đúng không? Tác động của thai kỳ đối với viêm gan B mãn tính. Đấy. Thế thì ở đây trên sản phụ cũng được, sản phụ. Đấy, đúng không? Ok. Thì ở đây em dùng từ là gì ạ? Tác động vào. Tác định tác động. Tác định tác động. Ừ. Tác định tác động vào. Ok, thế bây giờ tham khảo cái mục tiêu tôi đưa ra nhé. Đấy. Đây. Mô tả đặc điểm lâm sàng và lâm sàng viêm gan B mãn tính ở phụ nữ mang thai, được chưa? Hoàn toàn đồng ý, được chưa? Thứ hai là tìm hiểu tác động của các giai đoạn thai kỳ đối với viêm gan B mãn tính. Đấy, viêm gan B mãn tính.
Thì theo các bạn, mục tiêu hai tôi đưa ra như này đã đầy đủ chưa? À, theo bạn, mục tiêu thứ hai tôi đưa ra như thế đã được chưa? Theo bạn thì mục tiêu hai này tôi đưa ra như thế đã được chưa? So với mục tiêu bạn đưa ra. Không phải nhất thiết lúc nào tôi đưa ra cũng là đúng hết nhé. Khi nào tôi chốt phương án khác. Em xin phép trả lời được không ạ? Ừ, em thấy cái mục tiêu thứ hai này của thầy hơi chung chung ạ. Bởi vì tác động của các giai đoạn thai kỳ này nó có thể tác động đến nhiều mặt của viêm gan B mạn tính ạ. Nhưng mà mình chỉ nói đến đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng thôi ạ. Ừ. Tức là em cụ thể một chút được không? Bởi vì là ở đây là chúng ta có đặc điểm lâm sàng. Cái thứ nhất là tôi là mô tả đặc điểm lâm sàng rồi. Đấy, cái mục tiêu thứ hai mà tôi đang nói đó là tác động của thai kỳ đối với viêm gan B này. Đấy. Mà thai kỳ ở đây nó có thể là các giai đoạn. Ý của em là thầy cái mục tiêu thứ hai này mình phải nêu rõ ra là tác động của các giai đoạn thai kỳ này về sự thay đổi về các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của viêm gan B ấy ạ. Còn đâu ngoài ra thì nó có thể tác động đến điều trị chẳng hạn. Như vậy nó hơi chung chung ạ. Ừ. Tức là nó sẽ hơi chung chung đúng không? Ok. Ở đây nhá, tôi phân tích ở đây để các bạn hiểu rõ hơn nhá. Cái thứ nhất là cái động từ tìm hiểu nó đã không nên dùng rồi. Được chưa? Tìm hiểu không nên dùng. Cái động từ này là ngày xưa mọi người cũng hay dùng, nhưng bây giờ hạn chế dùng cái động từ đó. Hạn chế dùng động từ đó. Bạn có thể dùng như là cái động từ là xác định, nhưng mà rồi bạn trước bạn có thể là được, hoặc là bạn có thể dùng mô tả tác động cũng được. Có những cái tác động gì chúng ta mô tả lại. Đấy, đúng chưa? Mô tả lại. Thì đây là tác động của thai kỳ đối với lại viêm gan B mạn tính ở phụ nữ mang thai. Được chưa? Thì ở đây như bạn phân tích là tác động này đến với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hay tác động đến hiệu quả điều trị. Đúng không? Đấy. Thì rõ ràng ở đây tôi muốn làm cả cái nội dung đó. Tôi muốn cả cả nội dung là đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng và cả hiệu quả điều trị cơ. Đấy, chứ không chỉ là một cái vấn đề là lâm sàng và cận lâm sàng đâu ạ. Đấy. Bên trên tên đề tài nó nói một câu rất là chung là tác động thai kỳ đối với viêm gan B mạn tính. Đúng chưa? Đối với viêm gan B mạn tính. Thì viêm gan B mạn tính ở đây là một cái chủ đề lớn, một cái chủ đề chung. Nó phải lâm đặc điểm lâm sàng và cận sàng. Nó có thể là cái hiệu quả điều trị, hoặc nó có thể là tình trạng hiện tại là cái thời lượng virus viêm gan B này là bao nhiêu, phải không ạ? Thế nên là ở trong mục tiêu ấy, nếu mà các bạn mà làm về lâm sàng hoặc cận lâm sàng, tác động lên tâm sàng và lâm sàng, bạn ghi vào đây cũng được, cụ thể ở đây cũng được, hoàn toàn theo ý của bạn mà được nhá, hoặc là tác động đến hiệu quả điều trị được, thì các bạn ghi trong mục tiêu. Nhưng nếu như vậy thì các bạn cũng làm rõ ở trên cái tên đề tài luôn. Đấy, bởi vì là sao ạ? Cái tên đề tài nó bao gồm hết cả cái mục tiêu. Đấy, mà mục tiêu bạn chỉ phản ánh được một phần của tên đề tài thôi thì là cũng được nhá. Mục tiêu mà bạn chỉ phản ánh một phần của đề tài thôi thì được. Đấy. Và đề tài chung chung đang nói chung là ảnh hưởng đến viêm gan B thôi, thì mục tiêu của bạn cũng chỉ nên nói cái gì ạ? Ảnh hưởng chung đến viêm gan B thôi. Em hiểu chỗ này không? Chứ không chỉ là lâm sàng và cả lâm sàng nhá. Em hiểu chỗ này không? Dạ vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Thì nếu mà sau đó thì mình vào trong phần đối tượng pháp nghiên cứu, người ta sẽ làm rõ hơn là tôi sẽ làm về lâm sàng và cả lâm sàng, và tôi sẽ làm cả về hiệu quả điều trị. Lúc đấy mình đi vào nội dung nghiên cứu cụ thể thôi. Còn đối với mục tiêu như này trong cái cụm từ cho phép thì người ta sẽ biết cái mục tiêu làm sao để nó bao quát được cái tên đề tài, nó đáp ứng được tên đề tài. Đấy. Tên đề tài của tôi 10 vấn đề mà mục tiêu của tôi chỉ ghi được 2 vấn đề thôi thì hoàn toàn là không được nhé, leo rồi đó. Đấy. Mà thậm chí là 10 cái tên đề tài của tôi có 10 vấn đề mà tôi đưa ra 9 vấn đề tôi cũng không được. Tên đề tài có bao nhiêu, mục tiêu phải có bấy nhiêu nhé. Đề tài tên đề tài có bao nhiêu thì mục tiêu phải có bấy nhiêu. Từ đây tôi lưu ý các bạn là chúng ta tránh cái việc dùng từ tìm hiểu nhé. Tránh việc dùng từ tìm hiểu này nhé. Các bạn có thể dùng từ là mô tả hoặc là xác định được. Nhưng theo tôi ở đây thì nên dùng từ là mô tả. Tức là ở đây thai kỳ đó, cái đặc điểm của thai kỳ đó, giai đoạn 1, giai đoạn giai đoạn kỳ thứ nhất, kỳ thứ hai, kỳ thứ ba đấy, ảnh hưởng đến cái viêm gan B mạn tính này là đấy, các giai đoạn của thai kỳ đấy, thì chúng ta ảnh hưởng như nào chúng ta mô tả lại như thế thôi. Khi các bạn đi mà xác định những cái ảnh hưởng đấy thì tôi nghĩ là cũng khá khó đấy. Chúng ta mô tả thôi,
bởi vì là không chỉ là ảnh hưởng của thai kỳ đối với viêm gan B mãn tính mà có thể là ảnh hưởng của những cái yếu tố khác nữa. Đấy, chúng ta dừng lại cấp độ mô tả thì cũng sẽ tốt được. Còn nếu bạn xác định được thì tốt quá, hoàn toàn.